Hồi 216, ngoài khơi thuyền lớn đuổi thuyền con. Nhưng mở dương sắt của hồng giáo chủ tìm kỹ hồi lâu vẫn không thấy hai con xúc sắc của vi tiêu bảo. Nguyên lúc lục cao hiên sục xạo trong người gã thấy hai con xúc sắc đã liệm đi rồi. Nên biết giáo quy của thần long giáo rất nghiêm ngặt, đánh bạc cũng thuộc vào điều cấm kỵ. Lục cao hiên sờ thấy xúc sắc liền đem lòng chán ghét. Không có xúc sắc đánh bạc, vi tiểu bảo buồn bã vô cùng. Tô Thuyên cười nói, chúng ta cắt gỗ làm hai hạt xúc sắc cũng được. Vì tiểu bảo nói, xúc sắc bằng gỗ nhẹ quá, gieo xuống chẳng thú vị gì. Tăng Nhu thò tay vào bọc, lúc rút ra nắm lại thành quyền rồi cười hỏi, vì huynh đệ thử đoán xem cái gì đây? Vì tiểu bảo hỏi lại, đoán xem mấy đồng tiền ư? Thế cũng hay, dù sao vẫn còn hơn ngồi rồi không được đánh bạc. Tăng Nhu vừa cười vừa rục, thử đoán xem mấy đồng. Vì tiểu bảo cười đáp, ba đồng, Tăng Nhu xòe bàn tay ra hiển nhiên có ba con xúc sắc ở trong lòng bàn tay trắng hồng của cổ vi tiểu bảo, ồ, lên một tiếng. Gã sướng quá nhảy lên hỏi, người ở đâu tới, người ở đâu tới, tăng nhu nhẹ buông tiếng thở dài, bỏ mấy con xúc sắc lên bàn. Vì tiểu bảo vô lấy gieo hết lần này đến lần khác, rất lấy làm hứng thú. Gã cầm ba hạt xúc sắc thấy nặng nhẹ không đều, hiển nhiên trong có đô. Thủy Ngân, gã nghĩ thầm, Tăng Nhu là người văn nhã, sao lại chơi xúc sắc giả để lừa gạt lấy tiền của người ta, gã trầm tư một lúc mới nhớ ta chuyện cũ, trong lòng càng hoan hỉ. Gã xoay tay lại ôm lấy lưng cô và hôn lên má cô một cái. Gã cười nói, đa tạ tỷ tỷ, nhu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ đã luôn đem theo ba hạt xúc sắc của tiểu đệ bên mình. Tăng nhu thẹn đỏ mặt lên, chuồn ra ngoài khoang thuyền nguyên bữa trước vi tiểu bảo cùng bọn đệ tử phái vương ốc sơn gieo xúc sắc để tìm cách buông tha bọn chúng lúc ra khỏi doanh trướng cô đã xin gã mấy hạt xúc sắc này để làm kỷ niệm và cô vẫn dắt trong người bây giờ tuy đã có hạt xúc sắc rồi nhưng mấy người đàn bà chẳng chẳng ai ham đánh bạc chỉ ngồi chơi cho vui lòng gã đánh bạc nhỏ quá được thua chẳng có gì đáng kể mấy người gieo xúc sắc trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm vẫn không khởi hứng chút nào so với cuộc đánh bạc trong kỹ viện ở quân chướng thực khác nhau một trời một vực vì tiểu bảo buồn quá la lên không chơi nữa không chơi nữa các vị đều chẳng biết gì gã nghĩ tới chuyến này đến đảo thông cật lánh nạn tuy có năm người đẹp bầu bạn nhưng không được đánh bạc không coi hát tuồng thì chán ngấy hơn nữa ở ngoài đảo hẻo lánh dù có tiền ngàn bạc vạn cũng chẳng dùng làm gì được kim ngân không khác gì cát đá có được tiền cũng chẳng khác gì được đất bùn gã càng nghĩ càng cụt hứng liền nói chúng ta đừng đến đảo thông cật nữa tô thiên hỏi vậy đệ đệ định đi đâu vì tiểu bảo ngẫm nghĩ rồi đáp chúng ta đến liêu đông đào kho tàng lấy của tô thiên hỏi chúng ta lên hoang đảo đó để hưởng những ngày yên ổn chẳng hơn ư dù có đào được kho tàng lấy của báu cũng chẳng biết dùng làm gì vì tiểu bảo đáp kim ngân châu báu càng nhiều càng tốt sao lại vô dụng phương di nói hoàng đế thát đát nhất định sẽ phái binh mã tới đó để chóc nã thì chúng ta làm thế nào tưởng chúng ta hãy ẩn lánh lúc hoàn cảnh đang sôi sục này một vài năm chờ khi mọi việc lắng xuống rồi đệ đệ muốn đi liêu đông khi đó chúng ta lên đường cũng chưa muộn vì tiểu bảo hỏi tăng nhu và mục kiếm bình hai cô tính sao mục kiếm bình đáp tiểu muội tưởng nên nghe theo lời sư tỷ là phải tăng nhu nói theo nếu đệ đệ sợ buồn thì chúng ta chỉ ẩn lánh trên đảo mấy tháng thôi Cô thấy nét mặt vi tiểu bảo vẫn còn do dự liền hỏi, hàng ngày chúng ta gieo xúc sắc chơi, ai thua thì đết vào bàn tay, đệ đệ có thích không? Vi tiểu bảo nghĩ bụng, còn mẹ nó, đét vào tay thì có gì là thú? Nhưng gã thấy nét mặt cô thẹn thùa càng xinh đẹp, thái độ khả ái vô cùng, bất giác cảm thấy bâng khuân trong dạ, lại tự nhủ được lắm, được lắm, ta hãy nghe lời mấy cô này. Phương Di đứng dậy mỉm cười nói, trước kia ta đối với đệ đệ có điều không phải bây giờ ta đi làm mấy món nhậu cho đệ đệ uống rượu để tả tội. Đệ đệ có vui lòng không? Vì tiểu bảo càng khoan khoái trong lòng. Gã vội đá cái đó đệ không dám đâu. Phương Di vào đằng lái thuyền làm món ăn. Nghề nấu nướng của cô rất thông thạo. Cô lại để ý điều chế nên tuy trên thuyền không đủ đồ cô vẫn nấu được những món ngon. Mọi người ăn uống thỏa thích khen không ngớt miệng. Vì tiểu bảo hô chúng ta chơi trò sai quyền. Một kiếm bình. Tăng Nhu và công chúa ba người không hiểu lối chơi sai quyền. Vì tiểu bảo liền dạy ba cô những thế, kha lưỡng bản, ngũ kinh khôi thủ, tứ quý bình an, rồi sau mấy cô cũng hiểu. Công chúa từ hồi nào tới giờ mặt vẫn buồn rười rượi, lặng lẽ suốt ngày không mở miệng. Sau một lúc sai quyền, lại uống thêm mấy chung rượu, mặt đỏ lên, cũng cười nói vui vẻ. Mọi người ở dưới thuyền một ngày, hôm sau tới đảo thông cật vào lúc nửa đêm trên đảo vẫn còn di tích quân thanh đóng đồn trại ngày trước. Nhưng vì tiểu bảo đại tướng quân chỉ huy tướng sĩ, oai phong lẫm liệt thì dĩ nhiên chỉ là cái bóng mờ trong đầu óc gã mà thôi, song gã cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó. Vì tiểu bảo dắt tay Phương Di vừa cười vừa nói, Di tỷ tỷ, bữa trước cũng ở nơi đây, tỷ tỷ đã lừa gạt tiểu đệ xuống thuyền rồi đưa đến chỗ suýt bị bỏ mạc ở thành mạc tư khoa, nước la sát. Phương Di cười khanh khách đáp, vậy nay thì ta xin lỗi đệ đệ chứ còn biết làm sao được. Chẳng lẽ ta phải quỳ xuống khấu đầu tạ tội, vì tiểu bảo nói, cái đó thì không cần, có điều ở hiền thì gặp lành, tiểu đệ chịu muôn vàn đau khổ, nay lại được bầu bạn với tỷ tỷ. Mục Tiếm bình chạy lại la lên, hai người nói chuyện gì với nhau đó, cho người ta nghe với được không? Phương Di cười đáp, y muốn bắt sư muội vẽ một con rùa đen vào mặt đó. Tô Thiên xen vào, thông thả rồi hãy nói chuyện trò đùa. Bây giờ phải làm những công việc khẩn yếu trước. Mụ liền sai phu thuyền khuân hết dụng cụ trên thuyền đưa lên đảo. Tiếp theo mụ bảo chúng tháo mui, hạ buồm cởi mái chèo đem cất vào trong sơn động. Vì tiểu bảo khen ngợi, thuyền tỷ tỷ thật là người cẩn thận. Chúng ta chỉ cần giữ những thứ này là con thuyền kia không thể ra khơi được nữa. Chẳng còn lo bọn chúng đào tẩu bọn vi tiểu bảo sáu người đã có mười mấy tên thuyền phu để sai khiến nên những ngày ở thông cật đảo rất an nhàn, khoái lạc. Tô thuyền đủ tài điều động, hàng ngày mụ phân công bọn thuyền phu đi bắt cá, đốn củi, săn bắt giã thú, dựng nhà cửa. Ai cũng có việc, không dám chảnh màng. Sau mỗi bữa ăn tối, vi tiểu bảo lại cùng bọn thuyền phu gieo xúc sắc đánh bạc. Chỉ chưa đầy 10 ngày mà bọn chúng đã thiếu gã kẻ thì mấy trăm, người thì hàng ngàn lạng về nợ cờ bạc tên nào tên ấy cũng ngày một chồng chất món nợ lên cao. Cái đó bất tất phải nói nữa. Thời gian thấm thoát, chẳng bao lâu đã được hơn một tháng. Bọn vi tiểu bảo ở trên đảo rất nhàn nhã, thảnh thơi. Một hôm ăn cơm trưa xong, vi tiểu bảo cùng Tăng Nhu và Mộc Kiếm Bình ra ngồi trên phiến đá ở mé bắc đảo buông câu. Tăng Nhu và Mộc Kiếm Bình mỗi người câu được hai con cá rồi mà vi tiểu bảo nóng tính lại chẳng được con nào lâu lắm lưỡi câu của gã mới thấy có cá đớp gã thấy mặt biển dao động liền reo lên một tiếng rồi giật mạnh cần câu cá vừa ra khỏi mặt nước tăng nhu và mộc kiếm bình không nhịn nổi bật lên chàng cười khanh khách nguyên con vật mắc câu không phải là cá mà là một con rùa lớn bốn chân nó dãy rùa loạn lên ở trên không vì tiểu bảo cũng cả cười nói câu được cá có chi là lạ các cô có giỏi thì hãy câu lấy một con rùa lớn như huynh đệ này gã chưa dứt lời bỗng nghe một tiếng, đùng, từ phía xa trên mặt biển vọng lại, tựa hồ như tiếng súng nổ. Gã giật mình khinh hãi buông tay ra, con rùa rơi tõm xuống biển, lôi cả dây câu theo. Tăng Nhu và Mộc Kiếm Bình Đồng Thanh la hoảng, ba người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ thì chỉ thấy mù trắng mịt mờ. Giữa là mù thấp thoáng có hai con thuyền đang vèo vèo chạy tới. Tiếp theo lại hai tiếng, đùng đùng, vang lên, quả nhiên trên thuyền đã khai pháo vì tiểu bảo sợ hết hồn la lên ngút rồi tiểu hoàng đế phái người đến bắt ta tăng nhu nói chúng ta mau xuống thuyền chạy trốn ba người vứt cần câu và giỏ lại chạy đi lúc này tô thuyền phương di công chúa đã nghe thấy tiếng súng nổ liền chạy ra coi bây giờ súng nổ vang lừng không ngớt đạn rớt xuống biển nước bắn lên tung tóe tô thuyền nói buồm và mái chèo đều đem lên bờ cả rồi bây giờ có lắp vào cũng không kịp nữa chúng ta đành ẩn nấp trên đảo rồi tùy cơ ứng biến trong bọn sáu người này chỉ có một mình công chúa trước nay ở công vi nhàn hạ quen rồi còn năm người kia đều là những tay trải qua nhiều cơn nguy hiểm nên cũng không hoang mang cho lắm tô thuyên lại nói dù bọn ta ẩn lánh nơi này kín đáo đến đâu trung quy vẫn bị bọn quan binh sục tìm được bây giờ chỉ có cách lên sơn động trên vách núi mà lẩn tránh bọn quan binh chỉ có thể lên từng người để tấn công chúng ta thấy tên nào là giết tên ấy đừng để bọn chúng kéo ùa vào vì tiểu bảo đáp phải lắm cái đó kêu bằng bắt ba ba trong giỏ chỉ cần một người canh gác tô thuyền mỉm cười nói chính là thế đó công chúa không nhịn được nổi lên chàng cười khanh khách vì tiểu bảo trường mắt hỏi cười gì vậy công chúa toét miệng đáp chả có gì cả người dùng thành ngữ hay quá khiến cho người ta phải khâm phục vì tiểu bảo tự biết chữ nghĩa mình chẳng biết gì chắc là thành ngữ mình nói có chỗ sai lầm khiến công chúa phải phì cười gã trừng mắt lên nhìn nàng một cái sáu người tiến vào sơn động tô thuyền chặt mấy cành cây xếp đống trước sơn động để che kín thân hình hai con thuyền một trước một sau chạy thẳng vào hải đảo con thuyền sau vẫn không ngớt nổ súng đạn rớt xung quanh nước vọt lên như những cây cột vì tiểu bảo nói thuyền sau nhằm nổ súng vào thuyền trước tô thuyền đáp đúng thế Té ra hai thuyền này đối nghịch nhau. Vì tiểu bảo cả mừng nói nếu quả đúng vậy thì e rằng hai thuyền này tới đây không phải vì mục đích bắt chúng ta. Tô thuyền đáp ta cũng mong như vậy. Có điều bọn chúng mà lên đảo nhìn thấy nhà cửa của chúng ta, tất nhiên sẽ sục tìm khắp mọi chỗ. Vì tiểu bảo hỏi sao thuyền trước không bắn trả, thật là đồ vô dụng, đáng lý ra nó có bắn mình, mình cũng phải bắn trả cho hai thuyền chìm giáo xuống biển có phải hay hơn không? Một kiếm bình cười nói, có thế thì con rùa lớn vừa mắc lưới của huynh đệ mới kiếm được đồ ăn. Vì tiểu bảo cười nói, đúng thế thật, con thuyền chạy trước nhỏ hơn, gió thổi buồm phồng lên, chạy rất nhanh. Đột nhiên một phát súng nổ bắn gãy cột buồm, cánh buồm bằng vải bốc cháy ảo ảo, bọn vi tiểu bảo không nhịn được, bật tiếng la hoàng. Lại thấy thuyền trước nghiêng đi rồi quay ngang ra, tiếp theo cái mùng nhỏ trên thuyền này hạ xuống nước mười mấy người nhảy lên mùng vội vã cầm mái chèo bơi thật lẹ. Lúc thuyền nhỏ sắp vào bờ, thuyền sau dần dần đuổi gần tới. Bãi biển nước nông không áp mạn được, trên thuyền sau cũng hạ xuống bốn cái mùng nhỏ, mùng trước chạy trốn, bốn chiếc mùng phía sau rượt theo. Chẳng bao lâu ca, mùng trước mùng sau kế tiếp nhau đẩy lên bãi cát. Mười mấy người ở mùng trước chạy lên bãi cát, quan sát tình thế trên đảo rồi nghe tiếng người hô, vách đá dựng đứng bên kia có thể cố thủ được chúng ta hãy qua bên đó vi tiểu bảo nghe thanh âm tựa hồ như của sư phụ trần cận nam khi mười mấy người theo đường nhỏ chạy đến gần một nhân vật cầm trường kiếm đứng trên sườn núi chỉ huy quả đúng là trần cận nam vi tiểu bảo cả mừng từ trong sơn động nhảy ra gọi sư phụ sư phụ trần cận nam quay lại ngó thấy vi tiểu bảo cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng lớn tiếng hỏi tiểu bảo sao ngươi cũng tới đây vì tiểu bảo chạy như bay gần tới nơi bỗng gã thộn mặt ra. Gã ngó thấy trong người mấy người kia có một cô gái da trắng mắt trong, chính là A Khả gã liền hô lớn, A Kha, rồi gã chạy lại, nhưng người đứng đằng sau cô rõ ràng là trịnh khắc sàng. Đã có A Kha tất có trịnh khắc sàng là lẽ tự nhiên nhưng vì tiểu bảo đang mừng như người điên lại chạm phải bộ mặt chán ngấy. Gã tưởng chừng trái tim chìm xuống, đứng thộn mặt ra. Tiếp theo bên này một người hô, tướng công, bên kia người khác gọi, vi hương chủ. Vì tiểu bảo nghe gọi miệng đáp lại một tiếng nhưng mắt không ngó tới hai người mà chỉ chân chân nhìn A Kha như ngây như dài. Bỗng một bàn tay nhỏ bé mềm mại đưa ra nắm lấy tay gã. Vì tiểu bảo bồn rùn cả người quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hoan hỉ nhưng trong khóe mắt dòng trâu tầm tã khôn cầm. Cô bé này chính là Song Nhi. Vì tiểu bảo mừng quá hai tay ôm choàng lấy thị reo, hảo Song Nhi ta nhớ cô đến chết đi được. Lại nghe Trần Cận Nam hô, Phùng Đại ca, Phong Huynh Đệ, hai người kia đồng thanh đáp lại. Nguyên hai người này một là Phùng Tích Phạm và một là Phong Tế Trung. Ca, hai người đang cầm binh khí sóng vai đứng canh giữ ở đầu đường lên núi. Vì tiểu bảo đột nhiên gặp nhiều người quen thuộc, gã cất tiếng hỏi, sao các vị cũng đến cả đây? Song Nhi đáp, Phong Đại ca đưa tiểu tỳ tì đi tìm tướng công khắp nơi mà chẳng thấy đâu, sau gặp Tổng Đà Chúa lại nghe nói các vị đã xuống thuyền ra biển. Thế là, thế là, thị nói tới đây vui mừng quá đỗi, nghẹn ngào không nói nên lời. Bốn con thuyền nhỏ rượt theo toàn là thanh binh, chúng cũng đã lên bãi cát hết rồi. Trên sườn núi ngó xuống thấy có đến bảy tám chục tên. Người đi trước tay cầm trường đao, thân hình to lớn đang chỉ huy thanh binh bầy thành đội ngũ. Đội quan binh hàng ngũ chỉnh tề, tướng chỉ huy liền hạ lệnh một tiếng, bọn binh sĩ tháo cung đeo ở trên lưng xuống rút trong túi tên lấy vũ tiễn lắp vào mũi tên hướng cả về phía sườn núi trần cận nam hô lớn anh em phục cả xuống vì tiểu bảo không chờ sư phụ ra lệnh gã vừa thấy quân thanh lấy cung cầm tay đã co mình ẩn vào sau một tảng đá lớn lại nghe viên tướng hô xạ tiễn chớp mắt tên bay vèo vèo không ngớt vách núi cao quá mà đứng dưới ngửa mặt bắn lên khi tới nơi kình lực đã giảm hẳn Phùng Tích Phạm và Phong Tế Trung, một người cầm trường kiếm, một người múa đơn đao gạt những mũi tên rớt xuống. Phùng Bích Phạm lớn tiếng, thi lang, người quả là một tên hán gian mặt dày, có giỏi thì lên đây đơn đa, độc đấu với lão gia, quyết một trận sinh tử. Vì tiểu bảo lẩm bẩm té ra người đứng dưới chỉ huy thanh binh là thi lang. Hắn rất giỏi nghề dụng binh, hành quân lâm trận lại nghe thi lang nói vọng lên, lão có giỏi thì xuống đây đơn đà độc đấu với tạ ta cũng không sợ lão đâu. Phùng bích phạm nói, được lắm, lão toàn nhảy xuống, nhưng Trần Cận Nam cản lại nói, Phùng bích phạm, thi lang là một kẻ đê hèn, vô liêm sỉ, việc gì hắn cũng dám làm, đại ca đừng mắc bẫy hắn. Phùng tích phạm liền dừng lại lớn tiếng hỏi, thi lang, người muốn đơn đà độc đấu với ta thì sao lại phái bốn con mùng nhỏ. Còn mẹ nó, cả cái mùng của bọn ta ngươi cũng ăn cắp để đi đón thêm người. Tên hán gian thối tha kia, phải chăng ngươi định ỉ vào số đông để thủ thắng? Thì làng cười đáp Trần Quân Sư, phùng đội trưởng, võ công hai vị thật là cao thâm, thì mỗ lấy làm khâm phục vô cùng. Người ta thường nói, biết thời biết vụ mới là tay Tuấn Kiệt. Sao hai vị không đưa trịnh công tử xuống đầu hàng đi? Nhất định hoàng thượng sẽ phong cho hai vị chức quan lớn. Nguyên ngày trước Thi Lang là một viên đại tướng dưới chướng trịnh thành công. Hắn cùng Chu Toàn Bân, Cam Huy, Mã Tín và Lưu Quốc Hiên hợp xưng thành ngũ hổ tướng. Hồi ấy Trần Cận Nam làm quân sư, Phùng Tích Phạm tuy võ công cao cường nhưng không giỏi về tướng lược nên chỉ là đội trưởng trong đội thị vệ của trịnh thành công. Thi Lang cùng hai lão Trần, Phùng ba người đã cùng nhau trải qua những trận huyết chiến, chia sẻ hoạn nạn một thời gian khá lâu. Bây giờ hắn vẫn xưng hô hai người bằng quan hàng ngày ấy. Thì làng đứng đằng xa nhưng trung khí đầy rẫy, hắn nói câu nào người trên vách núi cũng nghe thấy. Trịnh Khắc sảng biến sắc, run lên nói, "Phùng sư phụ. Sư phụ, sư phụ chớ có đầu hàng. Phùng Tích Phạm đã, công tử cứ yên lòng." Dù Phùng Mỗ chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ đầu hàng bọn thắt đát. Tuy Trần Cận Nam vẫn biết Phùng Tích Phạm là con người thâm hiểm gian trá, đã mấy lần toan mưu hại ông để tiện cho việc mưu đồ địa vị thế tử của Bình Diên quận Vương cho trịnh khắc sang. Nhưng bây giờ ông nghe lão nói lên mấy lời nhịa khí, bất giác sinh lòng mến phục nói, phùng đại ca, đại ca cùng tiểu đệ bữa nay sóng vai tử chiến để giữ cho nhị công tử được an toàn. Phùng tích phạm đáp dĩ nhiên phùng mỗ theo lệnh quân sư. Trịnh khắc sảng nói, chuyến này quân sư có công bảo giá, khi trở về Đài Loan ta sẽ tâu phu, vương phong thường trọng hậu. Trần Cận Nam đáp đây là bổn phận thuộc hạ phải làm. Ông nói rồi ngó xuống quan sát tình hình bên địch. Vì tiểu bảo vừa cười vừa nói trịnh công tử, phong thường trọng hậu gì gì cũng không cần. Chỉ mong sao đừng chờ mặt ra hại sư phụ tại hạ là tại hạ cảm ơn lắm rồi. Trịnh khắc sảng trợn mắt lên nhìn gã. Vì tiểu bảo khẽ bảo A Kha, sư tỷ, chi bằng chúng ta bắt trịnh công tử đem giao nộp cho quân thanh quách. A Kha biểu môi hỏi, hễ thấy mặt ngươi là phải nghe những điều chẳng tử tế gì. Sao ngươi lại ham y? Vì tiểu bảo cười đáp hăm một chút chơi chứ có là chết được hắn đâu. Mà dù hắn có chết cũng chẳng ngại gì. A Kha phì một tiếng rồi lùi lại mấy bước đến đứng bên trịnh khắc sàng. Trịnh khắc sàng cất giọng run run hỏi, thằng lòi kia làm quan lớn tại triều đình thát đát. Sao, sao gã lại ở đây? A Kha đáp mặc kệ gã, đừng lý đến làm gì chức quan lớn của gã cũng là giả đó vì tiểu bảo hỏi song nhi tại sao cô cùng đi với bọn họ song nhi đáp trần tổng đà chúa dẫn phong đại ca cùng tiểu tỳ ra biển tìm tướng công hơn một tháng trời gặp hải đảo nào cũng lên coi tiểu tỳ nhớ đến tướng công đã từng đến đảo thông cật này liền mách trần tổng đà chúa ra coi dọc đường bỗng gặp thuyền quân thanh dượt theo trịnh công tử đánh đắm thuyền ị bọn tiểu tỳ cứu y sang thuyền mình rồi chạy trốn tới đây may gặp được tướng công Hồi 217, kẻ vong ân ám hại Trần Công. Song Nhi nói tới đây vành mắt đỏ hoe, vì tiểu bảo vỗ vai thị an ủi, hảo Song Nhi, mấy bữa nay chẳng một lúc nào ta không nhớ tới cổ gã nói mấy câu này bằng cả tấm lòng thành thực chứ không phải khẩu thị tâm vị tuy những ngày gã ở trên thông cật đào rất thành thơi nhàn hạ, nhưng trong lòng gã luôn nhớ tới A Kha và Song Nhi. Bỗng nghe Trần Cận Nam hô, các vị huynh đệ, chúng ta nên nhân lúc viện binh thát đát chưa tới sông ra giết giặc. nếu không thì lát nữa còn năm thuyền quan binh thát đát đổi tới đây chúng ta thật khó đối phó. quần hùng đều khen phải. chuyến này trong mười mấy người lên đảo trừ trần cận nam, phùng tích phạm, trịnh khắc sàng, phong tế trung và a kha, song nhi còn tám người ở thiên địa hội và ba vệ sĩ của trịnh khắc sàng. trần cận nam lại nói: trịnh công tử, trần cô nương, tiểu bảo, song nhi bốn vị ở lại đây còn bao nhiêu hãy theo tại hạ. Ông vung trường kiếm đi trước xuống núi, phùng tích phạm, phong tế trung và 11 người nữa chạy theo Trần Cận Nam. Quần hào lớn tiếng hò reo sông thẳng vào đội ngũ quân thanh. Thành bình bắn tên như mưa nhưng đều bị ba tay đi đầu là Trần Cận Nam, phong tế trung. Phùng tích phạm gạt tên rơi xuống là tà. Lúc trước ở dưới thuyền đã khai diễn một trận thủy chiến, nhưng thi lang cưỡi thuyền lớn nổ súng bắn sang rất khủng khiếp bọn Trần Cận Nam chỉ có né tránh và đào tẩu chứ không có cơ hội phản kích lại được. Bây giờ lại là trận chiến giáp lá cả mà trong số thanh binh chỉ có mình thi lang võ công cao cường. Còn ngoài ra đều bản lãnh kém cỏi thì địch làm sao được ba người Trần, Phùng, Phong. Anh em thiên địa hội và vệ sĩ của trịnh phủ thân thủ cũng rất mau lẹ. Ca, 14 người xông vào trận, quân thanh thua to. Vì tiểu bảo nói, sư tỷ, song nhi chúng ta cũng xông vào giết giặc một phen. A Kha và Song Nhi đồng thanh ưng thuận. A Kha quay lại bảo Trịnh Khắc Sảng, công tử ở lại đây lược trận. Trịnh Khắc Sảng đáp ta cũng đi luôn, vì tiểu bảo rút chùy thủ ra cầm tay rồi chạy xuống núi. Song Nhi, A Kha cũng chạy theo. Trịnh Khắc Sảng chạy được mấy bước bỗng dừng lại nghĩ thầm, tấm thân ta quan trọng ngàn vàng không đổi. Sao lại theo bọn thuộc ha? Xông vào nơi nguy hiểm. Gã liền lớn tiếng gọi A Kha nàng cũng trở về thôi a kha đang chạy gấp không nghe rõ tiếng gọi cô thấy một tên thanh binh đang vung trường thương đâm tới liền hua đao tiện đà hớt luôn một nhát tên thanh binh rú lên một tiếng thê thảm bốn ngón tay đã đứt rời gã đau quá phải vứt trường thương chạy lấy người vì tiểu bảo tuy võ công kém còi nhưng bên mình gã có tứ bảo hộ thân nên xông vào địch trận như chỗ không người tứ bảo của gã là gì đệ nhất bảo là thanh thủy thủ sắc bén binh khí địch nhân đụng vào là bị đứt ngay để nhị bảo là tấm bảo y hộ thân, đao thương chém không vào. Đệ tam bảo là công phu lần tránh rất tinh diệu, không ai đuổi kịp. Đệ tứ bảo là song nhi đi bên mình gã, võ công cô rất cao thâm, quân thanh không địch nổi. Kẻ ra tứ bảo của gã mà sử dụng để đối phó với một tay cao thủ thì nhất định phải thất bại, nhưng tỷ đấu với thanh binh thì lại có thừa. Chỉ trong nháy mắt gã đã hạ mấy địch nhân quả là oai phong lẫm liệt sát khí đằng đằng bất giác gã đắc ý tự nhủ ngày trước triệu tử long chạy lên chạy xuống trên gò trường bàn bảy lần chắc cũng chỉ như ta ngày nay thôi quần hùng đánh giết một hồi quân thanh chạy toán loạn trần cận nam một mình chiến đấu với thi lang nhất thời chưa phân thắng bại phùng tích phạm và phong tế trung chặt đầu quân thanh như sông dụng tựa thái rau trong khoảng thời gian chưa ăn xong bữa cơm Thanh binh có hơn tám chục tên đã bị tử thương đến sáu chục. Bọn tản binh tới tấp chạy xuống biển, bọn chúng đều là thủy quân, thông thạo nghề bơi lội, hốt hoảng bơi về phía thuyền lớn. Bên này anh em thiên địa hội có hai người chết và một người bị trọng thương. Còn bao nhiêu quay lại vây bọc thi lang, thi lang mua tít cương đao tỷ đấu với trường kiếm của Trần Cận Nam một cách hăng hái. Tuy hắn bị hãm vào trùng vây mà vẫn không mảy may sợ hãi vì tiểu bảo la gọi thi tướng quân tướng quân mà không hạ đao đầu hàng thì chút nữa sẽ bị băm nát như tương thi lang đang để hết tinh thần vào cuộc chiến đấu bên ngoài ai nói gì làm gì hắn cũng không nghe thấy hay nhìn thấy cuộc chiến đấu đang kịch liệt bỗng trần cận nam hú lên một tiếng dài phóng kiếm đâm liền ba chiêu chiêu thứ ba thì thanh trường kiếm của trần cận nam dính liền vào cương đao của thi lang ông rung cổ tay chuyển nhanh hai vòng thi lang ối lên một tiếng thanh cương đao tuột tay bay đi. Trần Cận Nam chĩa mũi kiếm vào cổ hắn hỏi, người tính sao bây giờ? Thì làng tức giận đá. người đã thắng thì giết ta đi chứ còn nói gì nữa. Trần Cận Nam hỏi, đã đến lúc này mà ngươi còn lên mặt anh hùng hảo hán ư? Bội chủ, phản bản đâu phải là hành vi của bậc anh hùng. Thì làng đột nhiên ngửa người về phía sau té lộn xuống đất. Hắn chằn người đi tránh khỏi mũi kiếm chĩa vào cổ họng rồi vung hai chân đá vào cẳng Trần Cận Nam theo thế liên hoàn trần cận nam dựng thanh trường kiếm lên chắn ở phía trước cẳng chân hai chân thi lang nếu tiếp tục đá tới thì hai gót chân hắn đưa vào lưỡi kiếm tắt bị đứt ngay gặp lúc nguy cấp thi lang liền chống chân phải xuống đất rồi hai gót chân đưa lên không hắn lại lộn người đi một cái nhảy ra ngoài mới thoát được mối nguy bị chặt chân khi thi lang đứng dậy thì mũi kiếm của trần cận nam đã lại chĩa vào cổ họng hắn rồi thi lang cực kỳ thất vọng tự biết mình võ công còn kém đối thủ đột nhiên hắn cất tiếng hỏi quân sư quốc tính gia đối xử với tại hạ thế nào câu hỏi này ra ngoài sự tiêu liệu của trần cận nam khiến ông không khỏi ngơ ngác quốc tính gia tức là trịnh thành công hoàng đế nhà đại minh ban cho ho được mang họ chu mà họ chu là quốc tính vì thế bọn bộ thuộc đều xưng hô trịnh thành công là quốc tính gia giữa trịnh thành công và thi lang có những ân oán gì đều hiện lên trong đầu óc trần cận nam ngày trước thi lang ở dưới trướng trịnh thành công đã lập được nhiều công lớn chỉ vì một tên quân bộ thuộc của thi lang hoang báo quân tình phạm vào quân pháp thi lang toàn xử trảm thì tên này trốn vào nấp bóng đồng phu nhân của trịnh thành công để xin che chở nhưng thi lang cứ lôi hắn ra chém đầu cho nghiêm quân lệnh trịnh thành công sùng ái đồng phu nhân liền khép thi lang vào tội vô lễ phạm thượng hạ lệnh bắt cả nhà hắn thi lang trốn thoát được nhưng cha mẹ anh em vợ con đều bị trịnh thành công hạ sát. Thì làng hay tin vừa đau xót vừa căm hận liền qua đầu hàng thanh chiều. Trần Cận Nam nhớ lại chuyện cũ rồi thở dài nói, bình tĩnh mà nói thì quốc tính gia có chỗ tản nhẫn với thi huynh đệ. Nhưng chúng ta chịu ơn sâu của quốc tính gia thì dù có gặp điều oan khuất cũng đành cắn răng mà chịu chưa biết làm sao. Thi lang hỏi, chẳng lẽ quân sư lại muốn tiểu tướng phải thác oan như nhạc phi? Trần Cận Nam lớn tiếng, dù thi huynh đệ không làm được như nhạc phi thì cũng không nên làm tần cuối. Huynh đệ trốn thoát cho khỏi chết là được rồi. Bậc đại trưởng phu có lý đâu lại đi đầu hàng quân thắt đát để mang tiếng hán gian mà làm chó săn cho địch. Thế chỉ là tuồng chó lợn. Thi lang hỏi, cha mẹ, vợ con, anh em tiểu tướng có tội gì mà quốc tính ra cũng xử trảm hết. Lão đã giết toàn gia tiểu tướng thì tiểu tướng cũng tìm cách diệt trừ toàn gia lão để trả thù. Trần Cận Nam đáp báo tư thù là việc nhỏ, làm hán gian là chuyện lớn. Nay ta không hạ sát thi huynh đệ thì khi xuống suối vàng chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy quốc tính ra. Thi lang nghiền cổ lên nói, được rồi, quân sư giết tiền tướng đi. E rằng quốc tính gia không còn mặt mũi nào nhìn thấy tiểu tướng chứ không phải tiểu tướng chẳng dám nhìn lão. Trần Cận Nam lớn tiếng, tướng quân đã gặp tình trạng này mà vẫn còn lãi lý ư ông muốn phóng kiếm đâm vào cổ họng thi lang nhưng nghĩ tới ngày trước đã đồng sinh công tử nơi trận thượng nhiều lần hồi thi lang ở dưới trướng quốc tính gia đã hăng hái xông lên trước trận tiền làm gương cho sĩ tốt trải qua bao trận chiến đẫm máu công lao của hắn thật không phải là nhỏ nếu chẳng có chuyện đồng phu nhân can thiệp vào quân vụ khinh nhờn đại tướng thì bữa nay đài loan vững như bàn thạch dù sao thì tội hàng giặc phản quốc cũng không thể tha thứ có điều toàn gia thi lang đều là người vô tội mà bị chu lục, tình cảnh thật oan nghiệt. Ông đắn đo hồi lâu rồi nói, ta mở cho thi huynh đệ một sinh lộ là huynh đệ phải lập lời trọng thệ trở về hàng dưới chướng trịnh vương gia mới khỏi chết. Sau này huynh đệ đem công chuộc tội, hết sức phò tá minh triều khôi phục lại giang sơn thì vẫn không hổ một trang hán từ đường đường. Thi huynh đệ, đó là những lời vàng đá mà ta khuyên nhủ, mong huynh đệ sớm quay đầu lại câu sau cùng ông nói bằng giọng rất khẩn thiết, thì Lang cúi đầu nét mặt ra chiều bẽn lẽn, ấp úng hỏi, tiểu tướng, tiểu tướng nếu còn trở lại Đài Loan há chẳng thành kẻ tiểu nhân phản phúc vô thường? Trần Cận Nam tra kiếm vào vỏ, tiến lại gần thi lang nói, thi huynh đệ, con người phải lấy việc đại nghĩa đại tiết làm trọng, chỉ cần huynh đệ từ nay dốc giả trung can thì chuyện hồ đồ trong lúc nhất thời chẳng còn ai dám dị nghị gì nữa. Ngày quan vương gia trước cũng có thời kỳ hàng tào đấy thôi. Đột nhiên sau lưng có người lên tiếng, tên ác tặc này đã bảo ra gia ta chu lục toàn gia nhà hắn và hắn nhất định muốn giết toàn gia ta để báo thù thì hắn là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Si. Chúng ta quyết không thể dung thứ hắn được. Quân sư chặt đầu hắn đi quách. Trần Cận Nam quay đầu nhìn lại thì người nói mấy câu này là trịnh khắc sàng. Ông liền nói, nhị công tử, thì tướng quân giỏi nghề dùng binh, trong quân chướng ngày trước của quốc tính ra không ai hơn được. Y chịu đầu hàng là rất lợi cho cuộc phản thanh phục minh của chúng ta. Chúng ta nên lấy việc phục quốc làm trọng, gạt bỏ hết mọi mối tư thù, tư oán. Trịnh khắc sảng cười lạt hỏi, hắn về Đài Loan nắm giữ binh quyền thì họ trịnh nhà ta còn sống được chăng? Trần Cận Nam đáp, chỉ cần thi tướng quân đây lập lời trọng thể là Trần Mộ Quyết đem tính mạng toàn gia ra bảo đảm cho y quyết, chẳng hay lòng. Trịnh khắc sảng cười lạt hỏi, khi hắn giết cả nhà ta rồi, liệu tính mạng cả nhà tiên sinh có đền được không? đất Đài Loan là của họ trịnh nhà ta chứ không phải của nhà Trần Quân Sư. Trần Cận Nam tức muốn chết người, chân tay lạnh ngắt mà phải dáng nhẫn nhịn dẹp lửa giận xuống. Ông Toàn nói nữa thì Thi Lang đột nhiên co giò trốn chạy. Miệng hắn vẫn la, quân sư, mối tình nghĩa thâm trọng giữa chúng ta tiểu đệ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Tiểu đệ không thể làm nô tài cho nhà họ trịnh. Trần Cận Nam gọi giật lại, thi huynh đệ, hãy quay trở lại để Trần Mỗ nói chuyện. Đột nhiên ông thấy sau lưng đau nhói lên, lưỡi kiếm bén nhọn đã đâm suốt từ sau lưng ra tới trước ngực. Ông đã bị Trịnh Khắc Sảng ám toán một cách bất ngờ. Tình thực thì bản lãnh của Trần Cận Nam đã đạt đến trình độ hiếm có trên đời. Cả 10 tên Trịnh Khắc Sảng cũng không giết nổi ông, chỉ vì ông thấy Thi Lang đã có ý đầu hàng lại bị Trịnh Khắc Sảng thoá mà, hắn mới bỏ đi. Ông nghĩ đến kiếm một vị tướng tài, chẳng phải chuyện dễ dàng, chỉ mong vãn hồi đại cuộc có bao giờ ông ngờ tới trịnh khắc sảng đứng ở phía sau lại phóng kiếm đâm mình một cách đột ngột. Nguyên năm xưa trịnh thành công đánh được Đài Loan rồi, phái con là trịnh kinh đồn chú giữ kim môn, hạ môn. Trịnh kinh rất được lòng sĩ tốt, nhưng phải nết ham mê nữ sắc. Y thông gian với người nhũ mẫu sinh con, trịnh thành công rất phẫn nộ về vụ này bèn phái người cầm lệnh tiễn đến hạ môn hạ sát trịnh kinh. Nhưng các tướng nhận thấy đây là một mệnh lệnh trái nghịch thiên luân nên không chịu tuân theo trịnh thành công thấy bộ tướng chống lại mệnh lệnh của mình lại càng căm phẫn vô cùng chẳng bao lâu y mắc bệnh mà chết vào năm tuổi các tướng lĩnh ở đài loan liền dựng người em trịnh thành công là trịnh tập lên làm chủ trịnh kinh kéo quân từ kim môn hạ môn về đài loan đánh tan bọn quân trấn ở đây rồi lên kế vị diên bình vương đồng phu nhân vợ trịnh thành công vì thấy nhũ mẫu từ thông với trịnh kinh sinh con mà trong nhà xảy ra biến loạn vương gia sớm qua đời nên bà rất căm hận trịnh khắc tang là con của người nhũ mẫu bà ra sức chủ trương lập cháu đích tôn là trịnh khắc sảng làm thế tử nhưng trịnh kinh không nghe lời mẹ đồng phu nhân liền cùng bọn phùng tích phạm âm mưu phản đối trịnh kinh mọi người đều biết muốn lập trịnh khắc sảng phải giết trần cận nam trước vì ông làm trở ngại vụ này chúng đã mấy lần ra hại mà ông đều tránh thoát trịnh khắc sảng đã mấy phen được ông cứu mạng không ngờ nay hắn lại ha độc thủ giết ông trên đảo Thông Cật, biến cố xảy ra bất ngờ. Phùng tích phạm toan rượt theo thi lang thì thấy vi tiểu bảo tay cầm trùy thủ đâm trịnh khắc sang. Lão liền vung kiếm lên gạt, choang một tiếng, thanh trường kiếm trong tay phùng tích phạm gãy làm hai đoạn. Nhưng nội tình của lão vận vào trường kiếm cũng hất thanh trùy thủ của vi tiểu bảo vượt tay bay đi. Phùng tích phạm lại vung cước đá vi tiểu bảo lộn đi mấy vòng. Lão toan truy kích thì song nhi chạy ra ngăn cản. Phong tế trung và hai người anh em thiên địa hội cũng sấn lại. Vì tiểu bảo lồm cồm bò dậy, lượng thanh trùy thủ lên hô lớn, hắn hạ sát tổng đà chúa. Hết thầy anh em phải liều mạng với hắn, rồi xông về phía trịnh khắc sàng. A kha cản lại quá tiểu bảo không được làm nhộn. Vì tiểu bảo vừa khóc vừa la, chính sư tỷ mới làm nhộn. Bữa này lão gia nhất định phải giết hắn. Lúc này đã có mấy anh em thiên địa hội lại tấn công trịnh khắc sàng phùng tích phạm chiến đấu với bọn phong tế trung song nhi bốn người vẫn chiếm được thượng phong lão phóng trưởng đánh trúng một người anh em thiên địa hội hộp máu ra mà chết bỗng nghe trịnh khắc sảng thét lên be bẹ phùng tích phạm liền bỏ đối thủ chạy đến bên hắn lão lại phóng trưởng đánh chết một người nữa trong thiên địa hội lão biết trần cận nam chết rồi thì vi tiểu bảo đứng đầu bọn này lão định thu thập gã trước lão vươn tay đánh xuống đầu gã song nhi la lên tướng công Chạy mau đi, thị nhảy sổ về phía sau Phùng Tích Phạm, vì tiểu bảo dặn, cô cũng phải coi chừng, gã co giò chạy trốn. Phùng Tích Phạm nghĩ bụng, nếu mình rượt theo tên tiểu quỷ đó thì không có ai bảo vệ công tử. Lão liền ôm Trịnh Khắc sảng lên rồi rượt theo Vi tiểu bảo. Võ công lão qua đã đến mức phi thường, tay ôm một người mà còn chạy nhanh hơn Vi tiểu bảo nhiều. Vi tiểu bảo quay đầu nhìn lại thấy lão đuổi tới nơi sợ giật bắn người lên gã toàn giơ tay ấn vào cơ quan, hàm xa xạ ảnh, nhưng chậm mất rồi. Phùng tích phạm đã phóng trường đánh tới. Giữa lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, nếu còn phòng am khí thì e rằng chính gã cũng bị đánh vỡ đầu. Gã đành nghiêng người né tránh rồi dùng kỹ thuật, thần hành bách biến, lạng người đi chạy trốn. Phùng tích phạm chạy nhanh quá lại thành ra vượt lên trước. Lão vội dừng bước xoay mình lại đuổi. Vì tiểu bảo la lên, quỷ hồn của sư phụ ta đuổi theo lão đó sắp giờ vào đầu lão đến nơi. Gã nói hai câu này rồi thở phào một cái, Phùng Tích Phạm lại đuổi gần thêm một bước, phía sau Song Nhi và Phong Tế Trung cũng đuổi rất gấp, chỉ mong ngăn chặn Phùng Tích Phạm. Vì tiểu bảo chợt lạng qua bên này, chợt vọt sang bên kia khiến cho Phùng Tích Phạm không biết đâu mà lường. Lão lại ôm Trịnh Khắc Sảng nên khó lòng đuổi kịp trong lúc nhất thời. Song Nhi và Phong Tế Trung còn cách vài trượng cũng không sao tới gần được vì tiểu bảo sau khi chạy một hồi đã thấy hơi thở dồn dập trong lúc cấp bách gã lật đật chạy lên sườn núi dựng đứng phùng tích phạm cả mừng nghĩ bụng thế là người tự dấn thân vào tuyệt địa lão thấy đường lên núi chỉ có một lối đi nhỏ hẹp bốn mặt đều trống không có nẻo nào để rút lui nhưng lão cũng không đuổi gấp được vì tiểu bảo bỗng lớn tiếng hô bà lớn bà nhỡ bà nhỏ đâu cả rồi nếu không ra viện trợ cho mau thì sẽ thành quả phô hết Lúc gã chạy lên sườn núi năm người đàn bà đã ngó thấy. A à Thuyền Thuyên nhìn rõ phùng tích phạm tay trai cắp một người và vẫn chạy nhanh như bay bản lãnh lão cao thâm chỉ kém hồng giáo chủ một chút. Ngụ cầm đao phục ở bên đường hẹp chờ phùng tích phạm đuổi tới. Ngụ liền vung đao lên chém vào lưng lão, phùng tích phạm vừa rồi nghe vi tiểu bảo hô vợ lớn, vợ nhỏ chỉ cho là gã định làm rối loạn tâm thần lão, không ngờ quả nhiên có người mai phục lão thấy chiêu đao rất tinh kỳ cũng hơi kinh hãi, vội lùi lại một bước, quát lên một tiếng thật to. Chân trái lão chuyển động, chân phải đột nhiên đá ra trúng vào cổ tay A Thuyên. A Thuyên, ối, bên một tiếng, thanh liễu điệp đao bắn tung lên trời. Vì tiểu bảo chỉ chờ lão chậm lại trong khoảnh khắc liền nhằm trúng người lão, tay mặt gã ấn vào cơ quan ở sau lưng. Ám khí, hàm xa xạ ảnh, rít lên veo véo một nắm kim châm rất nhỏ bắn lẻ ra trúng hết cả vào người Phùng Tích Phạm và Trịnh Khắc Sảng. Trong đám này có một mũi trúng vào mắt bên trái Phùng Tích Phạm. Phùng Tích Phạm rú lên một tiếng thật tọ tay lão buông ra. Cả Trịnh Khắc Sàng cùng lão đều lăn long lóc từ trên sơn đảo tuột xuống. Song Nhi và Phong Tế Trung đã đuổi đến lưng chừng con đường hẹp thấy hai người lăn xuống liền nhảy tránh sang một bên phùng tích phạm và trịnh khắc sảng lăn từ trên sườn núi xuống đến chân núi thì chất độc ở kim trâm đã phát tác hai người kêu như lợn bị chọc tiết và lăn lộn không ngớt nguyên từ ngày hà dịch thủ vào làm môn hạ phái hoa sơn rồi tuân theo lời sư huấn bao nhiêu chất độc hiểm ác nhất thiết bỏ đi không dùng những chất độc ở kim trâm hàm xa xạ ảnh chỉ làm cho tê nhức chứ không phải kịch độc giết người nếu không thế thì những ám khí có chất độc của giáo chủ ngũ độc giáo ngày trước truyền lại hễ gặp máu là sưng lên. Người chúng phải chết ngay lập tức, trịnh khắc sảng và phùng tích phạm chưa lăn đến đáy vực đã hết hơi. Tuy nhiên chúng bị những mũi châm đâm vào làm cho ngứa ngáy vô cùng, tưởng chừng khắp mình mẩy có hàng trăm ngàn con rết con kiến vừa cắn vừa đốt. Phùng tích phạm vốn là tay gan giả cũng không nhịn nổi, kêu réo om sòm không ngớt miệng. A Kha chạy tới bên trịnh khắc sảng, đưa tay ra nâng hắn dậy, hỏi đi hỏi lại, công tử, công tử làm sao vậy? Trịnh khắc sảng ngứa đến nỗi thần trí mê man, vung tay phóng trường, miệng la, cút đi, cút đi, A Kha bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng. Phát trường của trịnh khắc sảng đập trúng vào má bên trái cô, khiến cho nửa mặt sưng vù lên. Bọn vi tiểu bảo, song nhi, phong tế trung, hồng phu nhân, phương di, mộc kiếm bình, tăng nhu, kiến ninh công chúa lục tục đến sau. Mọi người nhìn thấy Phùng Tích Phạm và Trịnh Khắc Sảng Lâm vào tình trạng này đều nhìn nhau kinh hãi. Vì tiểu bảo vừa chấn tĩnh tinh thần lại một chút, gã hít mấy hơi chân khí rồi chạy đến bên Trần Cận Nam thì thấy thanh trường kiếm của Trịnh Khắc Sảng đâm xuyên qua từ sau lưng ra tới trước ngực vẫn còn cắm trên người, nhưng ông chưa tắt thở. Gã cầm lòng không được, bất giác khóc quà lên ôm lấy người ông. Trần Cận Nam công lực rất thâm hậu, nội lực chưa tiêu tan hết. Ông thiều thần nói, tiểu bảo, con người ta chẳng sớm thì muộn, ai cũng phải đi tới chỗ chết. Suốt đời, ta đã hết lòng vì nước vì dân, không có điều gì phải hổ thẹn với trời với đất. Ngươi, ngươi bất tất phải thương tâm cho lắm, vì tiểu bảo chỉ biết la gọi, sư phụ ơi, sư phu, thời kỳ gã ở với Trần Cận Nam lần nào cũng tạm bỡ ít ngày. Mỗi phen thầy trò tụ hội, gã lo ngay ngáy chỉ sợ sư phụ xét nghiệm võ công của gã tiến triển đến đâu. Trong lòng gã chỉ nghĩ cách lấp liếm cho qua, chẳng có ý chí cầu tiến chút nào. Đồng thời gã đối với sư phụ không có gì đáng gọi là cảm kích sâu xa. Hồi 218, muốn giết người ngây ngô giả điếc, nhưng lúc này gã thấy sư phụ sắp chết đến nơi, tấm lòng thương yêu cùng nhân từ của sư phụ chất đầy trong ngực gã. Gã tha thiết với sư phụ đến trình độ tự hận mình chẳng thể chết thay cho ông được. Vì tiểu bảo vừa khóc vừa nói, "Sư phụ ơi, tiểu tử đối với sư phụ rất nhiều tội lỗi, bao nhiêu công phu lão nhân ra, truyền thụ cho đệ tử, đệ tử, đệ tử chẳng học được tí gì, bây giờ sư phụ gã không khảo thì gã lại xưng ra với tấm lòng thành thật và hối hận. Trần Cận Nam mỉm cười đáp điều cốt yếu chỉ cần ngươi là hảo nhân, còn học được võ công hay chẳng học được. Cũng không sao, vì tiểu bảo nói, đệ tử nhất định nghe lời dặn bảo của lão nhân ra. Dáng làm hảo nhân chứ không làm người tồi bại. Trần Cận Nam lại mỉm cười nói, hảo hài tử, trước nay ngươi vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Vì tiểu bảo nghiến răng hằn học nói, tên ác tặc thối tha trịnh khắc sảng sát hại sư phu. Hù hù đệ tử đã kiềm chế được hắn rồi. Đệ tử, hù hù, nhất định băm hắn nát như tương để báo thù cho sư phụ. Gã vừa khóc vừa nói, hai hàng nước mắt tuôn xối xả. Trần Cận Nam người run lên vội ngắt lời, không được, không được, ta là bộ thuộc của trịnh vương gia quốc tính gia đối với ta ân nặng tầy non, bất luận trường hợp nào cũng không được động tới phần cốt huyết của quốc tính gia. Chẳng thả y vô tình chứ ta nhất quyết không chịu mang tiếng là kẻ bất nghĩa. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tiểu bảo, ta sắp chết đến nơi rồi, ngươi đừng làm gì tổn hại đến lòng trung nghĩa của tạ ngươi. Ngươi lúc nào cũng phải nhớ đến lời ta dặn, ông mỉm cười rồi nét mặt bỗng lộ vẻ lo lắng, nói tiếp tiểu bảo, ngươi hứa lời với ta đi nhất định buông tha y trở về Đài Loan, nếu không, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt, vì tiểu bảo không làm sao được, đành vâng lời đáp, sư phụ đã nhiêu dung cho tên ác tặc, dĩ nhiên đệ tử. Đệ tử phải tuân lời dặn bảo, Trần Cận Nam thở phào một cái ra chiều yên giả, ông phiều phào nói, tiểu bảo, chủ trương của thiên địa hội, là phản thanh phục minh, ta chết rồi, người dáng mà tiếp tục sự nghiệp này chúng ta là người Hán mà đồng tâm hiệp lực chẳng sớm thì muộn sẽ khôi phục lại Giang San. Chỉ đáng tiếc, đáng tiếc là ta, không được trông thấy, ngày thành công rực rỡ, tiếng ông mỗi lúc một nhỏ đi rồi tắt hơi mà chết. Vì tiểu bảo ôm lấy mình sư phụ kêu gọi, sư phụ, sư phụ, gã gọi đến khan tiếng mà Trần Cận Nam cũng nằm chơ ra chẳng có động tĩnh gì. Bọn A Thuyền đứng bên vi tiểu bảo, thấy Trần Cận Nam chết rồi mà gã bi thương qua độ ai cũng không khỏi ngậm ngùi. Hồng phu nhân vỗ vai gã cất giọng ôn nhu nói, tiểu bảo, sư phụ đệ đệ đã qua đời rồi. Vì tiểu bảo vừa khóc vừa nói, lão nhân ra chết rồi, chết rồi, trước nay gã không biết phụ thân là ai nên trong thâm tâm đã coi sư phụ như phụ thân để lấp vào chỗ trống đó. Bây giờ sư phụ gã chết rồi, gã không biết mình là ai nữa mối thương tâm trào ra như nước vỡ bờ không sao cản lại được. Gã tự coi mình lại là đứa con hoang không có phụ thân. Hồng phu nhân muốn cho gã ly khai mối bi phẫn liền đón lấy thi thể Trần Cận Nam nhẹ nhàng đặt xuống rồi hỏi, bây giờ chúng ta xử trí với tên hung thủ đã sát hại sư phụ đệ đệ bằng cách nào? Vì tiểu bảo nhảy trồm lên ngoác miệng thoá mà, còn mẹ quân chó đẻ, tổ bà phường khốn kiếp, sư phụ ta là bộ thuộc bọn trịnh gia các ngươi nhưng vi tiểu bảo này không ăn một miếng cơm không xài một đồng bạc của nhà mị con bà tên tiểu tặc thối tha kia mi còn thiếu nợ ta một vạn lạng bạc chưa trả sư phụ ta muốn tha mạng cho mị được rồi ta tuân theo lời di ngôn của sư phụ như dung tính mạng cho mị nhưng còn một vạn lạng bạc mi cha ta đi hay là mi không trả mi mà không trả thì mỗi lạng bạc ta thẻo mi một đao gã vừa chửi bới vừa cầm đao chùy thủ chạy đến bên trịnh khắc sảng vung chân đá và người hắn loạn lên lúc này trịnh khắc sảng chỗ vết thương đã bớt đau đớn và hết ngứa ngáy. Gã nghe Trần Cận Nam tha mạng cho mình thì trong bụng mừng thầm nhưng trái chu. Đòi nợ mà trong mình hắn lại không có bạc, gã đành năn nỉ, tại ha, không phải, tại hạ trở về Đài Loan nhất định hoàn lại gấp 10. Không phải, gấp trăm lần số bạc đó, vì tiểu bảo lại đá một cái vào đầu gã rồi mắng, mi là một đứa lòng lang dạ thú, một tên giặc thối tha quên ơn phụ nghĩa lời nói của mi thúi lắm ta phải xẻo mi một vạn nhát đao gã cầm thanh trùy tủ liếc vào mặt trịnh khắc sảng hai cái trịnh khắc sảng sợ hết hồn đưa mắt nhìn a kha muốn nhờ cô lên tiếng xin hụ nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ thầm không được không được tên tiểu tập này say mê a kha bây giờ nàng lên tiếng gã cẳng căm hận ta không chừng gã xẻo đủ một vạn nhát đao hắn liền nói tại hạ nhất định hoàn đủ một trăm vạn lạng bạc vì hương chủ vì tướng công nếu các hạ không tin vì tiểu bảo lại đá trịnh khắc sảng một cái rồi quát mắng dĩ nhiên ta không thể tin mi được sư phụ ta vì tín nhiệm mi đã bị mi phóng kiếm đâm chết gã nói tới đây bất giác lại nổi cơn bi phẫn giơ đao lên đâm vào mặt trịnh khắc sảng trịnh khắc sảng la lên vì đại nhân không tin thì tại hạ nhờ a kha bảo đảm vì tiểu bảo nói bảo đảm cũng vô ích y đã bảo đảm cho mi nhưng rồi lại chối cái mấy lần mi không nhớ hay sao Trịnh khắc sảng đáp đại nhân không chịu, tại hạ xin gán nợ. Vì tiểu bảo lại mắng, hay lắm, mi cắt cái đầu chó má của mi xuống gán nợ. Lúc nào mi trả lại cho ta một trăm vạn lạng bạc, ta sẽ hoàn lại cái đầu chó má của mi. Trịnh khắc sảng đáp tại hạ xin đem A Kha gán nợ cho đại nhân. Vì tiểu bảo bỗng cảm thấy trời quay đất chuyển, bất giác nới tay để rơi lưỡi đao chùy thủ đánh vèo một cái, cắm phập xuống đất chỉ cách đầu trịnh khắc sảng chừng vài tấc. Trịnh khắc sảng thất kinh rú lên một tiếng, trời ơi, vội rụt đầu lại nói, tại hạ đem A Kha gán nợ cho đại nhân, chắc đại nhân có thể tin được. Bao giờ tại hạ đem một trăm vạn lạng bạc đến chuộc đại nhân sẽ trả A Kha cho tại hạ. Vì tiểu bảo đáp nếu vậy thì có thể thương lượng được. A Kha vội la lên, không được, không được, ta không chịu. Trịnh khắc sảng tức giận quát hỏi, tại sao không được, ngươi là một con tiểu tiện nhân vô tình vô nghĩa y muốn xẻo ta một vạn đao, ngươi không nghe thấy ư. Ta gặp lúc nguy nan sao ngươi chẳng chịu giải cứu, A Kha vừa đau khổ vừa tức giận, không nhịn được quà lên khóc. Trịnh khắc sảng tức giận nói tiếp lúc này ta lâm vào bước đại họa mà ngươi vẫn chẳng quan tâm chút nào. Ta không lấy ngươi nữa, ngươi có quỳ xuống đất năn nỉ ta cũng chẳng thèm. Gã biết mình càng lên giọng cương quyết không thèm lấy A Kha là tính mạng hắn càng thêm cơ hội vãn hồi được. A Kha càng nghĩ càng buồn bực thị đưa hai tay lên ôm mặt ngồi phệt xuống đất. Vì tiểu bảo mừng thầm hỏi, mi bảo là không lấy y nữa sao còn định mang trăm vạn lạng bạc đến chua. Thế là mi định nói dối cho qua lúc này rồi. Trịnh khắc sảng vội đáp, con đàn bà đó đã vô tình vô nghĩa với tại hạ nên tại hạ nhất quyết không thèm lấy y nữa. Vì đại nhân mà chịu lấy thị thì tại hạ bán đức cho đại nhân với giá một vạn lạng bạc. Tức là giữa hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau đại nhân bất tất phải xèo tại hạ một vạn nhát đao. Vì tiểu bảo muốn ưng quá rồi, nhưng vẫn lắc đầu nói, y đã hết lòng với ngươi thì ta mua thị làm gì? Y có ở với ta mấy bữa rồi cũng trốn đi theo mi. Trịnh khắc sảng nói, trong bụng thị đã có nơi hài nhi, khi nào còn chịu đi theo tại hạ? Vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cất tiếng run run hỏi, ngươi, ngươi bảo sao? Trịnh khắc sảng đáp bữa trước trong lệ xuân viện tại thành Dương Châu thị đã ngủ chung giường với đại nhân và mang thai rồi. A Kha nhảy bổ lên, bưng mặt chạy ra bãi biển. Cô thấy tình lang bội bạc, chán đời không muốn sông nữa, định nhảy xuống biển tự tử cho rồi. Song Nhi rượt theo kéo tay cô lôi trở lại. A Kha vừa khóc vừa nói, ngươi, ngươi đã chịu lời kín tiếng sao? Sao bây giờ lại nói giả ngươi ăn nói như người ta đánh một phát? Phát, trong lúc cô bẽ bàng phẫn nổ thoá mà trịnh khắc sảng nhưng vẫn cảm thấy là bất nhã nên dừng lại không nói hết lời. Trịnh khắc sảng thấy sắc mặt vi tiểu bảo biến đổi bất thường, chỉ sợ gã thay đổi ý định vội nói, vì hương chủ, đứa con đó đích là con của hương chủ, giữa tại hạ và thị vẫn còn thanh bạch. Thị bảo tại hạ hãy chờ đến khi bái đường thành thân hãy làm vợ chồng thật sự. Hương chủ, hương chủ bất tất phải nghi ngờ gì nữa. Vì tiểu bảo hỏi, thế thì thật tiện nghi cho lão gia Sao ngươi không làm? trịnh khắc sảng ngắt lời từ ngày thị mang thai thường nhớ tới vi hương chủ thị nói chuyện với tại hà suốt ngày nhắc tới vi hương chủ thì tại hà còn lấy thị làm chi a à kha rậm chân bình bịch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng không nhịn được quát lên sao ngươi sao ngươi lại nói hết ra cô nói câu này tức là đã thừa nhận những lời của trịnh khắc sảng là sự thực vì tiểu bảo cả mừng nói thôi được đã thế thì còn mẹ nó người cút đi cho rành Trịnh khắc sảng cũng mừng rỡ vô cùng, vội đáp đa tạ, đa tạ, cầu chúc hai vị bách niên giai lão. Còn phần lễ mừng sau này tiểu đệ sẽ đưa đến, dứt lời gã lồm cồm bò dậy, vì tiểu bảo nhổ nước miếng đánh tuệt xuống đất một cái, thoá mà, suốt đời ta không muốn nhìn thấy mặt thằng giặc thối tha này nữa. Gã tự nhủ, này ta tuân theo di mệnh của sư phụ tha mạng cho hắn. Nhưng sau này sẽ sai người giết hắn để báo thù chỉ cần người phái đi không phải ở thiên địa hội là không ai trách sư phụ ta được. Hai tên vệ sĩ trịnh phù từ hồi nào vẫn đứng khép nép một bên. Bây giờ thấy vi tiểu bảo tuyên bố tha mạng cho chủ nhân mới chạy lại nâng đỡ trịnh khắc sàng dậy. Rồi chúng đỡ luôn cả phùng tích phạm đang nằm thẳng cẳng dưới đất. Trịnh khắc sàng liếc mắt nhìn ra lộ vẻ ngần ngừ. Nguyên con thuyền của thi lang đã chạy đi rồi. Gần bờ có hai con thuyền đầu thì con thuyền của trịnh khắc sàng đã bị bắn gãy cột buồm khó lòng ra khơi được còn con thuyền kia vẫn hoàn hảo thì lại là của bọn vi tiểu bảo quyết người ta không để cho hắn đi trịnh khắc sảng khẽ hỏi phùng sư phụ chúng ta không có thuyền biết làm thế nào phùng tích phạm đáp hãy xuống con mùng nhỏ kia rồi sẽ liệu đoàn người từ từ đi tới bãi biển đột nhiên phía sau có tiếng quát lớn hãy khoan vì hương chủ tha mạng cho các ngươi nhưng ta không tha thì sao trịnh khắc sảng giật mình kinh hãi quay đầu lại thấy một người cầm cương đao đang chạy tới. Người này chính là Phong Tế Trung, một hào thủ trong thiên địa hội. Trịnh khắc sảng ấp úng đá các ha, các hà cũng là một anh em trong thiên địa hội, mà thiên địa hội trước nay vẫn đặt dưới quyền tiết chế của Diên Bình Quận Vương ở Đài Loan. Các a các ha, Phong Tế Trung quát hỏi ta làm sao, biết điều thì đứng lại. Trịnh khắc sảng trong lòng kinh hãi đành dạ một tiếng rồi dừng bước. Phong Tế Chung đến trước mặt Vi Tiểu Bảo nói: Vi Hương Chủ, thằng cha kia hạ sát Tổng Đà Chúa, hắn là kẻ thù chẳng đội trời chung của mấy vạn anh em trong Thiên Địa Hội, nhất quyết không thể tha được. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp Tổng Đà Chúa chịu ơn sâu của Quốc Tính Gia, không chịu hạ sát con cháu lão nhân gia. vì Hương Chủ đã tuân lời di mệnh của Tổng Đà Chúa, chẳng thể hạ thủ được. Nhưng thuộc hạ chưa từng gặp mặt Quốc Tính Gia mặt khác khi tổng đà chúa để di mệnh lại cũng không nói với thuộc hạ bữa nay thuộc hạ phải đâm chết tên ác tặc này để báo thù cho tổng đà chúa vì tiểu bảo xòe bàn tay mặt ra đặt vào sau vành tai gã lại nghiêng đầu mẹo cổ ra chiều cố gắng lắng nghe rồi gã hỏi phong đại ca nói gì tại hạ điếc đặc chẳng còn nghe thấy chi hết phong đại ca đại ca muốn làm gì thì cứ phóng tay mà làm bất tất phải hỏi ý kiến hay nghe hiệu lệnh của tiểu đệ lỗ tai tiểu đệ đột nhiên mắc bệnh, biến thành điếc đặc. Hỡi ơi, đúng là sung lớn của thi lang phát xạ làm chấn động thùng lá nhĩ mất rồi. Gã nói như vậy là rõ quá, chẳng khác gì bảo phong tế chung nếu muốn giết trịnh khắc sàng thì cứ việc hạ thủ, gã quyết không cản trở. Vì tiểu bảo thấy phong tế trung lộ về ngần ngừ liền nói tiếp lúc lâm tử sư phụ chỉ dặn tiểu đệ không nên hạ sát trịnh khắc sàng chứ không sai tiểu đệ phải hồ vệ để giữ mạng sống cho cả đời hắn. Vậy tiểu đệ không hạ thủ là xong, nhưng khắp thiên hạ hàng ức triệu người muốn lấy mạng hắn thì tiểu đệ giữ làm sao được? A à Kha rất đỗi bồn chồn vội nói, tiểu bảo, người không thể để hắn giết ị ta ưng chịu vĩnh viễn đi theo ngươi rồi. Vì tiểu bảo buông tiếng thở dài giơ tay lên đập vào tai rồi lẩm bẩm một mình, thật quái lạ, không hiểu sao hai tai lại điếc đặc, ai nói cũng chẳng nghe rõ một câu nào. A à Kha sư tỷ, có phải sư tỷ bảo cái thai trong bụng là song thai không? nếu thế thì thú quá. A Kha rậm chân nói, không phải đâu, không phải đâu, người đừng giả vờ điếc lác nữa. Ta không tin đâu. Phong tế trung kéo áo vi tiểu bảo khẽ nói, vì hương chủ, phiền hương chủ rời gót, thuộc hạ có điều muốn trình bày. Hai người dẫn nhau ra xa ngoài mấy trường. Bây giờ chắc không ai còn nghe rõ. Phong tế trung mới nói, vì hương chủ, đức hoàng thượng yêu thương hương chủ lắm phải không? Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi lại, đúng thế. Nhưng vậy thì làm sao? Phong tế trung đáp, hoàng thượng muốn hương chủ giết chết tổng đà chúa, nhưng hương chu không chịu, tự mình bỏ đi. Cái đó đủ coi hương chủ coi nhựa khí rất thâm trọng, khiến bao anh hùng hảo hán trên trốn giang hồ đều kính phục vô cùng. Vì tiểu bảo cất giọng thê lương đáp nhưng rốt cục sư phụ cũng uổng mạng rồi. Phong tế trung nói, đó là tổng đà chúa bị trịnh khắc sảng ám toán nhưng công cán của hoàng thượng giao cho vi hương chủ như thế cũng kể là xong rồi Vì tiểu bảo nghe phong tế trung nói tới đây rất lấy làm quái dị ngập ngừng hỏi phong đại ca tại sao đại ca lại nói vậy nói vậy là có ý gì phong tế trung đáp hoàng thượng vẫn lo âu hàng ngày vì ý kỵ ba người người thứ nhất là ngô tam quế ai cũng biết rồi người thứ hai là trần tổng đà chúa ở thiên địa hội tô chức này rộng lớn khắp thiên hạ đâu đâu cũng có hội viên lại quyết trí chu Trương phản thanh phục minh khiến cho hoàng thượng phải điên đầu bây giờ trần tổng đà chúa chết rồi tức là cười được mối lo mà hoàng thượng vẫn canh cánh bên lòng vì tiểu bảo nghe tới đây trong đầu lóe lên một tia sáng miệng lắp bắp té ra là là những hành động của vi tiểu bảo ở thiên địa hội đều bị khang hy thông to ngọn ngành nhà vua còn biết cả những ám hiệu của tổ chức này và đọc trơn như nước chảy ban đầu vi tiểu bảo còn cho là tiểu hoàng đế tài ba chẳng kém gì ra cát lượng và lưu bà ôn ngài bấm ngón tay mà biết được cả việc ngàn năm trước và năm trăm năm về sau nhưng gã nghĩ lại thì dù vị tiểu hoàng đế đó có là chân mạng thiên tử là một thiên tinh trên trời giáng hạ phàm trần hay là rồng thiên hóa thân thì bất quá mạng cả phúc lớn khiến kẻ phàm tục không thể đụng đến mình ngài là cùng chẳng có lý nào việc gì ngài cũng biết chứng cớ là vụ gã cùng huynh đệ thiên địa hội trốn khỏi bá tước phủ không bị bắn chết mà sao ngài lại chẳng tiên chi. gã đi đến kết luận là nhất định trong thiên địa hội có kẻ làm gian tế cho nhà vua mà người này lại rất thân cận bên mình gã nhưng gã nhận xét những bạn hữu trong thanh mục đường đều là những nhân vật dốc giả trung trinh đầy lòng nghĩa khí chẳng khi nào làm gian tế bán đứng đồng chí vì thế mà gã chỉ hoài nghi trong giả mà tuyệt không tìm ra manh mối nào Gã chỉ biết vụ này rất cổ quái mà không có đường giải thích. Bây giờ vi tiểu bảo nghe phong tế trung nói vậy lập tức tỉnh ngộ, nghĩ thầm, mình thật đáng chết, sao lại không đổ mối hoài nghi lên thằng cha này. Hôm ấy hoàng thượng sắp cho đại pháo phát xạ vào bát tước phủ chỉ mình hắn là không hiện diện tại trường. Vụ này đã rõ quá rồi, hắn mà vẫn ở trong bát tước phu, thì quyết chẳng phải gian tế vì hắn không rời nơi đây tất không thoát chết. Dĩ nhiên hắn biết trước mà trốn lánh đi hỡi ơi, ta thật là đứa ngu ngốc, giả sử đến bây giờ mà hắn vẫn không nói ra thì ta vẫn mù tịt chẳng biết chi hết. Nên biết phong tế trung trước nay là người trầm mặc ít lời. Coi bộ hắn rất chân thật chất phác, võ công hắn tuy cao cường mà cử chỉ lại ngớ ngẩn. Thái độ hắn khủ khờ như một kẻ quê mùa thì ai còn nghi cho hắn nữa. Vì tiểu bảo thường khi ngẫu nhiên nghĩ tới có kẻ gian tế thì lại nhắm vào những nhân vật mồm miệng nhanh nhẩu, trí mưu mẫn tiệp như tiền lão bản cử chi. Linh lợi, khôn ngoan tinh tế như từ thiên xuyên, làm việc chu đáo, tư tưởng khoáng đạt như cao ngạn siêu hay tính tình nóng này mà ham trà rượu như huyền trinh đạo nhân. Cả những tay biết nhiều hiểu rộng, hô hào khẳng khái như phàn cương cũng có lúc vi tiểu bảo sinh dạ hoài nghi. Chẳng khi nào vi tiểu bảo lại nghĩ tới phong tế chung lại có thể là gian tế được. Thủy Trung không bao giờ gã để ý đến thằng cha này đột nhiên vi tiểu bảo lại tự hỏi khi đó song nhi cũng không có mặt ở bá tước phù chẳng lẽ thì thị cũng là gian tế và gia giả bất trung với tả gã nghĩ tới đây bát giác trong lòng chua xót và đau buồn cho nhân tình thế thái nhưng rồi gã nghĩ lại liền hiểu rõ ngay miệng lẩm bẩm a à, phải rồi song nhi vắng mặt là do phong tế trung cố ý dẫn thị đưa đi lánh nạn hắn biết là ta rất mực thương yêu con tiểu nha đầu này nếu thị mất mạng trong vụ này mà về sau nội vụ vỡ lở ra tất ta căm hận hắn suốt đời. Rồi gã tự nhủ, phong tế trung bất quá là một tên gian tế do hoàng thượng gài vào nằm vùng trong thiên địa hội để ngấm ngầm thông báo tin tức mà thôi. Một khi thiên địa hội bị tiêu diệt, hắn có được hoàng thượng sử dụng cũng không ổn hắn vẫn sợ ta làm khó dễ hắn trước mặt hoàng thượng thì chẳng khi nào hắn trông đỡ lại nổi nên thủy chung hắn vẫn phải lấy lòng và không dám đắc tội với tạ những ý tưởng của gã nói thì khá dài nhưng thực ra chỉ thấp thoáng trong đầu vi tiểu bảo không đầy chớp mắt gã chợt động tâm cơ là hiểu rõ ngay liền đổi giọng nói dựng đứng phong đại ca đa tạ đại ca đã đem song nhi rời khỏi bá tước phủ đêm hôm đó để khỏi bị nạn súng nổ tan xác phong tế chung a à, một tiếng mặt hắn tái mét lùi lại hai bước, tay cầm chuôi đao, miệng ấp úng, hương chủ, hương chủ, vì tiểu bảo cười nói, đại ca cùng tiểu đệ lòng đã hiểu lòng, chỉ có miệng không nói ra mà thôi. Hoàng thượng đã nói cho tiểu đệ hay cả rồi. Phong tế trung vốn biết hoàng thượng cực kỳ sùng ái vì tiểu bảo liền cho gã nói câu này là thực chứ không phải chuyện bịa đặt. hắn liền hỏi vậy mà sao đô thống đại nhân lại không tuân thánh chỉ? hắn nói câu này chẳng khác gì đã thú nhận sự thực vì tiểu bảo mỉm cười nói phong đại ca đại ca đã biết rõ rồi tại sao còn cố ý chất vấn tiểu đệ cái đó kêu bằng trung nghĩa khôn vẹn hai bề đức hoàng thượng đối đãi với tiểu đệ qua đỗi thương yêu không bút nào tả xiết thật là hoàng ân bao la như trời biển nhưng đại ca ơi sư phụ đối với tiểu đệ cũng ân nặng tay non hiện nay sư phụ đã qua đời tiểu đệ chẳng còn điều chi quý kỵ nữa Tiểu đệ không hiểu Đức Hoàng thượng có tha tội cho tiểu đệ không? Phong tế trùng đáp hiện giờ có một cơ hội rất tốt để vi đô thống đem công chuộc tội. Vì tiểu bảo hỏi ngay cơ hội gì, phong tế trùng đáp vừa rồi thuộc hạ đã nói, Đức Hoàng thượng quyết tâm trừ khử ba người. Ngoài Ngô Tam Quế và Trần Cận Nam còn nhân vật thứ ba là Trịnh Kinh vẫn hùng cứ ở Đài Loan. Chúng ta chỉ việc bắt con của Trịnh Kinh đem về Kinh để làm con tin. Không chừng trường hợp này có thể bức bách trịnh kinh phải đầu hàng Một khi Hoàng thượng đã vui giả thì dù Vi Đô Thống có phạm tội tài đình Hoàng thượng cũng khoan miễn hết Hồi 219, vùng khoái đao tàn sát 6 mạng người Phong Tế Trung đã không giấu giếm gì Vi Tiểu Bảo nữa Miệng hắn cũng đổi cách xưng hô, kêu gã bằng Vi Đô Thống Còn đối với Tổng Đà Chúa hắn kêu thẳng tên Trần Cạn Nam Vi Tiểu Bảo nghe Phong Tế Trung ăn nói trong lòng cực kỳ phẫn nộ mắng thầm tên gian tặc này không còn chút lương tâm nghĩa khí gì hắn dám gọi thẳng tên sư phụ ta giả nhưng gã lại nghĩ nếu có thể đi tới chỗ hòa hảo với vua khang hy là điều làm cho gã sung sướng nhất làm quan hay chẳng làm quan gã cũng không cần chỉ mong thỉnh thoảng được hội diện cùng tiểu hoàng đế chuyện cho là gã lấy làm thỏa mãn lắm rồi phong tế trung lại nói vì đô thống khi chúng ta tới bắc kinh vẫn giữ kín vụ này không nên tiết lộ bọn người thiên địa hội nghe tin Trần Cận Nam chết chắc sẽ suy tôn đại nhân lên làm tổng đà chúa. Đại nhân coi trọng điều nghĩ khí, cam tâm bỏ hết vinh hoa phú quý. Đã không làm bá tước cũng chẳng làm đô thống, chỉ có sao cứu được tính mạng cho các bằng hữu trong thiên địa hội. Thanh danh đại nhân hiện đã truyền bá khắp thiên hạ, ít lù này trên trốn giang hồ chỗ nào cũng bàn tán về vụ này. Tiếng tăm đại nhân đang nổi như sóng cồn chẳng một ai là không khâm phục chí khí anh hùng của đại nhân. Vì tiểu bảo lấy làm đắc ý hỏi, người ta nói thế có thật không? Phòng đại ca không lừa gạt tiểu đệ đấy chứ? Phòng tế trung vội đáp, không, không, tỷ chức quyết chẳng khi nào dám lừa gạt đô thống dại nhân. Vì tiểu bảo tự hỏi, hắn tự xưng là tỷ chức, không hiểu hiện đang làm chức quan gì. tuy hắn nổi tính hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, vì hắn nếu hắn hỏi đến vụ này tất phải lòi đuôi. Gã từng nói hoàng đế đã cho gã hay hết mọi việc, vậy mà lại không hiểu phong tế trung làm chức gì thì quả là vô lý. Sau hắn xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ nhưng ta hỏi hắn mới được thăng chức quan gì thì chắc không sao. Gã liền mỉm cười hỏi, phen này đại ca lập được công lớn, nhất định hoàng thượng thăng quan cho đại ca rồi. Hiện giờ đại ca đã lên đến chức gì? Phong tế trung đáp nhờ ân điển của hoàng thượng, tị chức đã được phong thưởng làm đô tư vì tiểu bảo lẩm bẩm té ra mới là một tên võ quan nhỏ bằng hạt vừng so với lão gia còn kém con mẹ nó đến mấy chục bậc nên biết theo quan chế triều đại thanh bá tước còn cao hơn hàng chữ phẩm trước đô thống kiêu kỵ doanh đã được quan hàm tổng nhất phẩm võ quan phong cho người hán cao nhất là đề đốc chỉ ngang hàng tổng nhất phẩm tổng binh là tránh nhị phẩm dưới nữa là phó tướng du kích rồi mới đến đô tư vì tiểu bảo thấy phong tế trung nét mặt vẫn chất phác mà trong khóe mắt, không khỏi lộ vẻ đắc ý, gã liền chắp tay cười nói, công hỷ phong đại ca, đây là chính đức hoàng thượng thân đề bạt, dĩ nhiên kẻ khác không thể bì kịp. Phong tế trung thỉnh an rồi đáp, từ nay tị chức hoàn toàn trông vào sự tài bồi của đô thống đại nhân. Vì tiểu bảo cười nói, chúng ta đã là chỗ người nhà, cái đó đại ca khỏi nói. Đại ca phụng sự hoàng thượng còn giỏi hơn tiểu đệ. Phong tế trung nói, tỷ chức chưa kịp trả ơn đại nhân trong muôn một, trình đô thống đại nhân. Hoàng thượng đã dặn tỷ chức khi gặp được đại nhân, bất luận trường hợp nào cũng phải cầu đại nhân hồi kinh, không được kháng chỉ. Tỷ chức nghe khẩu khí hoàng thượng có vẻ rất trọng vọng đại nhân, có thể nói lúc nào long tâm cũng nhớ tới. Chuyến này đại nhân lập nên công lớn, bắt được con tên trịnh tặc ở Đài Loan đưa về Bắc Kinh. Hoàng thượng hoan hỉ nhất định tham quan cho đại nhân vì tiểu bảo nói đại ca cũng nhất định được thăng lên chức du kích phong tế trung đáp tị chức chỉ mong được vì hoàng thượng xuất lực hoàng thượng thấy mặt đại nhân lòng tâm hớn hở chúng ta là phận nô tài cũng lấy làm hoan hỉ lắm rồi thăng quan hay chẳng thăng quan là tùy lượng thánh vì tiểu bảo nghĩ thầm ta cứ tưởng thằng cha này là người thành thực chất phác không ngờ nay hắn ăn nói toàn theo lối quan giảng. Phong tế trung lại nói, đại nhân lên làm tổng đà chúa thiên địa hội rồi điều động các đường chủ, hương chủ cùng các đầu mục trọng yếu tại 18 tỉnh về cả một nơi để dự tang lễ chân tổng đà chúa. Nhưng khi đó quăng một mẻ lưới bắt hết, khiến cho bọn đại nghịch vô đạo, mưu đồ tạo phản đều không thể trốn thoát được. Trường công lao này còn vang dội hơn cả súng nổ bá tước phủ đêm trước. Đại nhân nghĩ thử coi, nếu ngày ấy đại nhân tuân trì giết bọn Trần Cận Nam và Từ Thiên Xuyên, nhưng bọn phản tập thiên địa hội các tỉnh khác đều còn sống giết tổng đà chúa này chống lập tổng đà chúa khác rốt cục vẫn không trừ được toàn bộ chi bằng cách đại nhân nắm lấy môi tổng đà chúa mới có thể nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ được mối đại họa tâm phúc cho hoàng thượng vì tiểu bảo nghe phong tế trung nói một hồi bất giác sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt gã nghĩ thầm kế này quả là tàn độc lợi hại đến cùng cực chắc không phải phong tế trung nghĩ ra được mà ắt là kế hoạch của hoàng thượng rồi gã tự nhủ ta trở về bắc kinh chưa chắc hoàng thượng đã tha tội cho nhưng nhất định sẽ yêu cầu ta tiêu diệt thiên địa hội tiểu hoàng đế là tay cơ mưu ghê gớm ta khó mà thoát khỏi bàn tay y được vì tiểu bảo càng nghĩ càng ớn lạnh xương sống bụng bảo giả tiểu hoàng đế muốn ta đầu hàng hay muốn đét vào đít ta cũng không sao nhưng bức bách ta làm tổng đà chúa thiên địa hội để mưu sát hết thảy anh em thì nhất quyết không thể được. Ta mà hành động như vậy thì anh hùng thiên hạ tất lôi tổ tông 18 đời vi tiểu bào này ra mà thoá mà. Khi ta chết xuống âm cung cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy sư phụ nữa. Bao nhiêu vợ lớn vợ nhỏ đây rồi sẽ coi thường tạ dù cho người ngoài chẳng ai hỏi đến nhưng vi tiểu bào này tuy chẳng có nhiều lương tâm nhưng cũng phải giữ lại một chút. Gã nhìn phong tế trung miệng ầm ừ mấy tiếng nhưng trong bụng nghĩ thầm ta mà không ưng chịu thì hắn sẽ lập tức trở mặt rồi động thủ chiến đấu. Nếu xảy ra cuộc động thủ, bên ta khá đông người đánh một mình hắn chưa chắc đã thất bại, nhưng bấy nhiêu cô vợ lớn vợ nhỏ mà bị hắn giết hết thì thật không ổn chút nào. Chi bằng ta hãy bấm nút, hàm xa xạ ảnh, chơi. Gã liền đáp trở về bái kiến hoàng thượng là một điêu làm tiểu đệ rất cao hứng. Nhưng nhưng muốn giết hết thảy anh em trong thiên địa hội không đếm xỉa gì đêm nghĩa khí cùng tình bằng hữu khiến cho tiểu đệ không khỏi áy náy. Vụ này cần phải thương lượng kỹ càng rồi mới quỷ ết địch được. Phong tế trung nói, đại nhân dạy thế rất phải, nhưng người ta có câu, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, vì tiểu bảo cười nói, đúng lắm, đúng lắm, vô độc bất trượng phu, bỗng gã cất giọng hốt hoảng la, ô hay, thằng lòi chỉnh khắc sảng trốn đi đâu rồi. Phong tế trung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại. Vì tiểu bảo liền hướng ngực về phía phong tế trung rồi đưa tay toan bấm vào cơ quan phát xạ độc châm. Nhưng bất thình lình song nhi xô ra phía trước la lên. Tướng công, chuyện gì vậy? Nguyên thị thấy hai người nói chuyện hồi lâu không ngớt. Trong lòng rất đỗi băn khoăn. Thị chợt nghe vi tiểu bảo bật tiếng la hoàng vội tung mình nhảy tới trước mặt gã để cứu viện. Nếu vi tiểu bảo bấm nút phong am khi cố nhiên sẽ đánh trúng phong tế trung, nhưng song nhi cũng bị vạ lây. Lúc này tay hắn đã đặt lên cơ quan mà phải dừng lại không dám hạ thù. Phong tế trung quay đầu nhìn lại vẫn thấy trịnh khắc sảng và phùng tích phạm vẫn đứng yên trên bãi biển chẳng có động tĩnh gì. Hắn biết là nguy rồi, vội lún thấp người xuống, xoay tay lại chụp lấy song nhi đẩy thị ra phía trước làm bia đỡ đạn cho mình. Bản lãnh song nhi không phải hạng kém cỏi nếu lúc bình thường chưa chắc phong tế trung đã nắm được thị nga ỉ chỉ vì hắn ra tay một cách đột ngột mà song nhi lại không để ý để phòng nêm mới bị hắn chụp trúng huyệt mạch môn nơi cổ ta ỉ lập tức người nhũn ra không nhúc nhích được nữa phong tế trung trầm giọng vì đại nhân xin đại nhân giơ tay lên cơ hội đã mất song nhi bị kiềm chế vì tiểu bảo lâm vào thế kém. gã cười hì hì hỏi phong đại ca đại ca đùa gì vậy phong tế trung nghiêm nghị đáp môn ám khí vô hình vô ảnh của vi đại nhân cực kỳ lợi hại. Tỷ chức lấy làm khiếp sợ nên phải thỉnh đại nhân giơ hai tay lên. Nếu không tỷ chức cam bề đắc tội, hắn vừa nói vừa đẩy song nhi ra phía trước, còn hắn thủy trung vẫn ẩn vào sau lưng thị khiến cho vi tiểu bảo không dám phong ám khí tới. Bọn Tô Thuyên, Phương Di, A Kha thấy bên này phát sinh biến cố liền chạy lại phong tế trung bụng bảo dạ thẳng lỏi kia hết lòng yêu thương con tiểu nha đầu này tất không dám a thủ còn bọn đàn bà này lại chẳng thương tiếc gì thị mà chỉ thương tiếc thằng lỏi cả tay trai hắn rút trường đao đưa tới mũi đao chí vào cổ họng vi tiểu bảo miệng hắn quát các ngươi không được tiến lại bọn tô thuyên thấy vi tiểu bảo lâm vào tình thế hiểm nghèo đều dừng lại không dám tiến nữa ai nấy trong giả vừa bồn chồn vừa lấy làm kỳ vì phong tế trung hiển nhiên là một hảo bằng hữu của vi tiểu bảo hai người vừa mới sóng vai kháng địch tại sao chỉ trong nháy mắt đã trở mặt đối nghịch nhau ai cũng cho là vi tiểu bảo muốn buông tha trịnh khắc sảng mà phong tế trung nhất định đòi giết hắn để báo thù cho trần cận nam vi tiểu bảo bị mũi đao chí vào cổ họng gã vừa ngửa đầu về phía sau một chút thì phong tế trung cũng đưa đao vào gần hơn rồi cất tiếng quát vi đại nhân xin đại nhân đừng nhúc nhích mũi cường đao không có mắt lỡ ra tị chức đắc tội đại nhân cũng đừng trách đại nhân giơ hai tay lên đi vì tiểu bảo không làm sao được đành giơ hai tay lên gã cười nói phong đại ca đại ca muôn ôn tham quan to phát tài lớn thì nên đối xử với tiểu đệ lịch sự một chút phong tế trung đáp tham quan phát tài dĩ nhiên là điều trọng yếu chẳng ai không muốn nhưng bước đầu phải giữ cho toàn mạng người chết rồi thì còn tham quan phát tài vào đâu nữa đột nhiên hắn lạng người sang một bên lướt ra phía sau vi tiểu bảo, thò tay vào ống giày gã rút lấy lưỡi đao chùy thủ, chí vào sau lưng gã nói, vi đại nhân, lưỡi đao trùy thủ này của đại nhân sắc bén vô cùng. Tị chức đã được mục kích đại nhân dùng nó mấy lần. Vì tiểu bảo bị kiềm chế đành gượng cười cho quả gã lại cảm thấy sau lưng đau nhói, biết là lưỡi trùy tù đã đâm thùng áo ngoài. Tùy gã trong mặt tấm bảo y hộ thân nhưng cũng bị bảo đao xuyên thùng. Phong Tế Trung lại quát hết thầy mọi người xoay lưng lại và liệm khí giới đi. Bọn Tô Thiên không sao được đành theo lời hắn xoay mình liệm khí giới. Phong Tế Trung thấy bọn Thiên Địa Hội còn sáu người đứng đó liền nhìn bọn chúng hô anh em lại cả đây. Ta có điều muốn nói. Sáu người kia không làm sao được, phải từ từ tiến lại. Phong Tế Trung đưa khuỷu tay huyết mạnh vào huyệt Đại Trụy sau lưng Vi Tiểu Bảo. Tay trái hắn cầm cương đao quét ra những tiếng phập phập vang lên lẫn với tiếng la, ối chao, trời ơi. Cả sáu anh em thiên địa hội đều trúng đao chết lăn ra. phong tế trung vung đao giết sáu người trong khoảnh khắc, người nào cũng bị trúng đao vào nơi chí mạng, hắn ra chiêu mau lẻ, tàn độc ít người bì kịp. Bọn tô thuyền nghe tiếng rú thê thảm vang lên liền quay đầu ngó lại thấy thi thể sáu người nằm ngổn ngang dưới đất. Những người này hoặc bị chém trúng đầu, cổ, trước ngực hay sau lưng, cạnh xương miệng vết thương máu tuôn ra ồng ộc mấy cô sợ hết hồn la thất thanh hãi hùng đến tan gan nát ruột phong tế trung đã nhận thấy nếu xảy ra cuộc động thủ thì hắn đơn độc chi có một mình nên phải hạ sát đồng chí trong thiên địa hội trước đi một là để ra oai chấn áp nhân tâm khiến vi tiểu bảo và quần nữ không dám phản kháng hai là bớt được sáu địch nhân diễn biến này khiến cho đối phương tuy đông mà chẳng còn ai dám kháng cự một gã thiếu niên và bảy người đàn bà một mình hắn có thể liệu lý được. Phong tế trong tay trái thu trường đao về trí vào cổ vi tiểu bảo nói, vi đại nhân, chúng ta xuống thuyền thôi. Hắn cho rằng chỉ cần bắt được vi tiểu bảo và trịnh khắc sảng đưa về kinh dâng lên hoàng thượng là lập được đại công. Hắn định lưu bảy người đàn bà lại trên đảo để hắn ở dưới thuyền khỏi sinh biến. Hắn còn nể nang không giết bọn này là vì không dám gây mối thù sâu cay với vi tiểu bảo sau này hoàng thượng đối xử với gã thiếu niên này ra sao khó mà liệu được. Nếu gã lại được trọng dụng mà căm hận hắn nhiều quá, tất hắn bị nguy khốn. Quần nữ thấy vi tiểu bảo bị phong tế trung kiềm chế đều nát ruột tan hồn, kinh tâm động phách nhưng chẳng biết làm thế nào. Chỉ một mình kiến ninh công chúa là nổi giận đùng đùng, quát mắng, ngươi là cây thá gì mà dám lớn mật vô lễ như thế. Biết điều thì mau mau liệm khí giới đi, phong tế trung hắng rằng một tiếng, không dám nói gì hắn đã biết vi tiểu bảo từng hộ tống công chúa đến vân nam hoàn hôn. Hắn còn nhớ mặt, biết rõ đây quả thực là đương kim công chúa nên không dám đưa lời chống đối. Công chúa thấy hắn không theo lời lại chẳng nói năng gì nên càng tức giận. Trên đời trừ hoàng thượng, thái hậu, vi tiểu bảo và tô thuyên là bốn người nàng phải kính nể, còn ngoài ra chẳng coi ai vào đâu. Công chúa cúi xuống lượng thanh đơn đao dưới đất, tung mình nhảy sổ lại nhằm đầu phong tế trung bổ xuống. Phong Tế Trung nghiêm mình né khỏi công chúa vung đao vù vù chém liền ba nhát. Phong Tế Trung né tả tránh hiểu giả tỷ nếu là người đàn bà nào khác thì hắn đã vung chân đá trả rồi. Nhưng người chém hắn lại là ngự muội của đức đương kim hoàng đế là nàng công chúa cành vàng lá ngọc mà lòng dạ hắn chỉ mong lập công với hoàng gia đặng phong quan tấn tước khi nào dám đắc tội với công chúa. Vì thế hắn chỉ né tránh chứ không phản kích công chúa lớn tiếng thóa mạ tên đê hèn khốn kiếp quân chó đẻ thối tha đứng yên không được nhúc nhích ta muốn chặt thủ cấp ngươi sao ngươi dám xoay chuyển cái đầu ô uế của ngươi khiến ta chém không trúng. nàng dừng lại một chút rồi tiếp ta sẽ nói với hoàng đế ca ca là ngươi dám chống đối cả ta để ca ca sư tội phanh thây phong tế trung giật mình kinh hãi nghĩ thầm còn ma đầu này nói sao là được vậy thị cùng hoàng đế là tình huynh muội ruột thịt còn ta là một tên quan nhỏ bằng hạt vừng, làm sao đấu lại với công chúa được. Nhưng nếu hắn tuân lệnh công chúa không lúc lắc cái đầu, đứng yên không nhúc nhích để nàng công chúa điện hạ giơ bàn tay ngà ngọc đáng giá vạn kim chém xuống thì còn chi là tính mạng. Nên hắn cũng khó lòng tuân lệnh được, công chúa ngoác miệng ra mà thoá mà, vừa vung đao đâm tả chém hữu lia lịa không dừng lại. Phong tế trông chỉ khẽ nghiêng mình đi là tránh khỏi một cách dễ dàng tuy nhiên chiêu đao cũng xít xoát chỉ cách vài tấc là đụng vào đầu hắn nhưng rút cục vẫn không chém chúng công chúa nổi nóng vung đao chém tạt ngang hớt vào lưng phong tế trung phong tế trung bỗng la lên coi chừng đồng thời hắn tung mình nhảy lên hắn nhìn thấy chiêu đao của công chúa mà không dừng lại tất chém vào vai vi tiểu bảo người hắn còn đang lơ lửng trên không lập tức đưa chân đá vi tiểu bảo ngã lăn ra đồng thời hắn mượn đà nhảy ra xa ngoài một trường Song Nhi thấy thế vội tung mình nhảy lại ôm sốc vi tiểu bảo lên, phóng chạy như bay. Phong tế trung giật mình kinh hãi, lật đật cầm đao rượt theo. Song Nhi tuy bản lãnh cao cường, nhưng nội lực vẫn còn yếu kém hơn phong tế trung, thị lại còn thấp hơn vi tiểu bảo nửa cái đầu. Thị phải xoay ngang người gã ra cắp chạy được mấy trượng thì phong tế trung đã đuổi tới gần. Vi tiểu bảo bị phong tỏa huyệt đạo sau lưng, không cử động được tứ chi vội nói, cô đặt ta xuống để ta phòng ám khí. Phong tế trung chạy rất nhanh, song nhi muốn đặt vi tiểu bảo xuống để gã phòng ám khí, hàm xa xạ ảnh, cũng không kịp. Trong lúc nhất thời thi đành lấy hết sức liệu người vi tiểu bảo ra. Phong tế trung cả mừng vọt lại giơ tay ra định đón lấy người vi tiểu bảo thì đột nhiên nổ đánh, đoàn, một tiếng khủng khiếp. Người hắn bị hất bay đi rồi té huỵch xuống đất, hắn dãy dụa mấy cái đoạn nằm im không nhúc nhích vì tiểu bảo được liệng xuống bãi cát, người chưa bị thương. Trong lúc nhất thời gã muốn lồm cồm bò dậy mà không được. Bỗng gã nhận thấy trước mặt song nhi giàn rụa một vùng khói đen. Tay thị đang cầm một cây súng lục, nguyên cây súng này là của ngô lục kỳ. Ngày trước lúc lão cùng song nhi kết nghĩa huynh muội lão đã tặng cho thị làm lễ vật. Đó là một thứ hỏa khí chế tạo rất tinh vi của nước La Sát. Ngô Tam Quế nhân vụ cấu kết với nước La Sát được tặng một đôi thật là một thứ khí giới lợi hại vô cùng. Phong tế trung tuy võ công chắc tuyệt, nhưng tấm thân huyết nhục sao chịu nổi với súng đạn. Chính song nhi cũng khủng khiếp đứng thộn mặt ra. Súng nổ giật mạnh khiến cánh tay thị tê trồn, người run rẩy cây súng cũng tuột tay rớt xuống đất. Vì tiểu bảo sợ phong tế trung chưa chết, bây giờ gã đã đứng dậy được rồi, bèn từ từ tiến lại mấy bước. Ngực gã nhằm vào thân hình phong tế trung, đồng thời bấm nút cơ quan sau lưng một đám kim châm phóng ra cắm cả vào người hắn nhưng phong tế trung vẫn không nhúc nhích nguyên súng nổ đã làm hắn chết từ trước rồi quần nữ đồng thanh hoan hô kéo ùa cả lại bảy cô gái thêm cả vi tiểu bảo đúng là bảy mồm tám miệng không thừa không thiếu mỗi người một câu tới tấp hỏi han nguyên do vi tiểu bảo đã hiểu hết vì khẩu súng này chính gã đưa tặng ngô lục kỳ ngày trước gã liền lược thuật lại cho mọi người nghe Song Nhi và Phong Tế Trung đã ở với nhau một thời gian khá lâu, nhưng dọc đường hắn vẫn luôn tỏ ra thành thật chất phác, đúng là một người rất tử tế. Ngờ đâu lòng dạ hắn lại thâm hiểm đến thế, ai nấy càng nghĩ càng khiếp sợ, vì tiểu bảo xoay mình lại, ngó thấy bọn trịnh khắc sảng bốn người đang muốn đi ra ven biển để xuống chiếc mùng nhỏ. Gã nghĩ bụng, thằng này hạ sát sư phụ ta mà ta lại để hắn bình yên rút lui rời khỏi nơi đây, chẳng hóa ra phúc cho hắn nhiều quá nhân lúc công chúa đuổi đánh phong tế trung vi tiểu bảo đã lấy lại được đao trùy thù. Gã rút đao cầm tay quát lớn, hãy khoan, trịnh khắc sàng dừng bước quay lại, mặt xám như cho tàn, hắn ấp úng, vi, vi hương chủ, hương chủ đã ưng thuận, ưng ừ thuận buông tha bọn tại ha, vi tiểu bảo cười lạt nói, ta hứa lời không giết ngươi chứ không đoàn ước để ngươi yên lành. Ta phải chặt cụt một chân ngươi đi, phùng tích phạm tức giận những muốn nổi nóng, nhưng lão vừa cất tay, toàn thân đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào nữa trịnh khắc sảng khiếp sợ đến nát ruột tan hồn hai chân nhũn ra quỳ mọp xuống đất năn nỉ vì vì hương chủ hương chủ mà chặt chân thì tại ha tại hạ nhất định không sống được nữa rồi vì tiểu bảo lắc đầu nói cụt chân vẫn sống được như thường người thiếu ta một trăm vạn lạng bạc lại nói đem a kha gán nợ chẳng qua là vì nàng đã mang thai với ta và đã tư nguyện theo ta rồi ta đã cùng nàng bái thiên địa làm lễ thành hôn thì nàng hiển nhiên là vợ ta, có minh môi chính thú hẳn hoi. Thế mà người mang vợ ta gắn nợ cho ta thì cổ lai khắp thiên hạ có chuyện đó bao giờ? Lúc này bọn Tô Thuyên, Song Nhi, Phương Di, Công Chúa đều đến bên Vi Tiểu Bảo, cùng đồng thanh cười nói, phải rồi, không có lý nào thế được. Trịnh khắc sảng đầu óc đã rối loạn, nhưng cũng tự biết mình đuối lý, liền ấp úng hỏi, vậy thì, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? vì tiểu bảo đáp ta chặt một tay một chân ngươi giữ lại làm bảo đảm bao giờ ngươi trả ta một trăm vạn lạng bạc ta sẽ đem chân tay hoàn trả cho ngươi trịnh khắc sảng cãi lúc nãy vì hương chủ đã tuyên bố tại hạ phải đem a kha đoạn mại cho hương chủ với giá một vạn lạng bạc để trừ vào món nợ kia cho xong hết vì tiểu bảo lắc đầu đáp không được lúc nãy ta hồ đồ nên mắc bẫy ngươi a kha là vợ ta sao ngươi lại có thể đem vợ ta đoạn mại cho ta được Thôi được, bây giờ ta đem mẫu thân ngươi đoạn mại cho ngươi lấy một trăm vạn lạng bạc, lại đem phụ thân ngươi bán đứt cho ngươi cũng một trăm vạn lạng. Ta lại bán cả bà nội ngươi lấy một trăm vạn lạng, bà ngoại ngươi cũng một trăm vạn lạng. Trịnh khắc sảng vội ngắt lời, bà ngoại tại hạ qua đời lâu rồi, vì tiểu bảo đã người chết vẫn bán được. Ta bán thi thể cho ngươi, người chết giảm đi một phần tiền, lấy tám chục vạn lạng thôi. Quan tài và đồ phụ táng không tính tiền. Hồi 220, tìm đường nhớ tới chuyện Dương Châu. Trịnh khắc sảng càng nghe vi tiểu bảo nói, món nợ càng lên cao. Hắn nghĩ thầm, gã bán cả người chết, nếu kể từ cao tổ, tăng tổ, cao tổ nhưng nhưng, tăng tổ nhưng nhưng cũng đem bán thì đành chịu chết. Dù người quá cố có bất tiền đi, chỉ tính tám chục vạn lạng thôi mình cũng không chịu nổi. Nhưng hắn không dám nói thẳng là mình chẳng chịu mua, mà chỉ cất tiếng năn nỉ, tại ha tại hạ thực tình không mua nổi. Vì tiểu bảo nói, được rồi, người không mua nổi thì ta tha trọ nhưng đã nhận lời mua thì không được chối cãi. Người thiếu ta 380 vạn lạng bạc thi tính sao đây? Công chúa cười nói, phải rồi, lấy ngay 380 vạn lạng bạc đưa đây cho ta thì mới được tha về. Trịnh khắc sảng dơ bộ mặt đưa ma ra nói, bên mình tại hạ chưa có đủ lấy một ngàn lạng thì lấy đâu ra được 380 vạn lạng để trả ngay bây giờ vì tiểu bảo đáp thế thì thôi, người chưa có tiền thì ta bằng lòng cho chịu, nhưng phải mau mau đem phụ thân, mẫu thân, nhưng nhưng, bà nội và cả bà ngoại chết rồi giao cho ta, thiếu một sợi tóc cũng không được. Trịnh khắc sảng nghĩ bụng nếu cứ dây dưa thế này hoài thì không biết đến bao giờ mới kết thúc. Hắn đưa mắt nhìn A Kha để mong cô nói giúp, nhưng cô cứ đứng đằng xa quay lưng lại, quyết không dính tới. Trịnh khắc sảng trong lòng nóng nảy nhằm chừng vi tiểu bảo muốn chặt chân tay mình. Bất giác hắn dập đầu binh binh, miệng không ngớt kêu vang. Vì hương chủ, tiểu nhân ám toán sát hại trần tổng đà chúa quả tội đáng muôn thác. Xin hương chủ khoan hồng đại lượng tha mạng cho tiểu nhân. Dù tiểu nhân có thiếu lão nhân ra 480 vạn lượng bạc, tiểu nhân nhất định sẽ tìm cách hoàn trả đầy đủ. Vì tiểu bảo thấy hành hạ hắn đã đủ điều thảm hại rồi cũng đã nguôi giận, liền bảo, được rồi vậy thì ngươi phải viết văn tự thiếu nở. Trịnh khắc sàng cả mừng vội đáp, dạ, dạ, rồi quay lại bảo tên vệ sĩ lấy giấy bút cho ta. Nhưng trên hoang đảo này đào đâu ra giấy bút, tên vệ sĩ cũng rất nhanh trí liền xé một mảnh vạt áo mình rồi nói, bên kia rất nhiều người chết, ta lấy máu của họ mà viết cũng được. Gã nói rồi toàn chạy đi lôi xác phong tế chung lại. Vì tiểu bảo vươn tay ra chụp lấy cổ tay phải trịnh khắc sảng, ánh bạch quang thấp thoáng. Gã vùng trùy thủ xẻo đứt đầu ngón tay trỏ của hắn. Trịnh khắc sảng rú lên một tiếng thê thảm. Vì tiểu bảo nói, phải lấy máu của người mà viết mới được. Trịnh khắc sảng đau quá, toàn thân run lên như thẳng lằn đứt đuôi. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào. Vì tiểu bảo nói, người cứ nhẩn nha mà viết đi. Nếu để máu khô hết không đủ dùng thì ta lại chặt đứt ngón tay thứ hai của người. Trịnh khắc sảng vội đáp, dạ, dạ, khi nào hắn còn dám trần chờ hắn nghiến răng nhịn đau thỏ ngón tay cụt viết lên mảnh áo, thiếu nợ 380 vạn lạng bạc, trịnh khắc sảng ký, hắn viết xong 13 chữ, đau quá suýt mất đi. Vì tiểu bảo cười lạt nói, người đường đường là một vị công tử trong vương phù mà thường ngày biếm học, viết bức văn tự nợ có mấy chữ mà siêu vẹo, lệch lạc, chẳng còn ra hình thù gì nữa. Gã cầm lấy mảnh vạt áo đưa cho song nhi và bảo thì cô coi lại xem ngân khoản có thiếu chữ nào không rồi hãy cất đi. Thằng cha này man trá rào quyệt hết chỗ nói, không chừng hắn viết bới đi mấy lạng, song nhi cười đáp 380 vạn lạng bạc, đủ rồi đây, thị nói xong gấp mảnh vạt áo cho vào bọc, vì tiểu bảo nổi lên chàng cười ha ha, gã vung cước đá vào hàm dưới trịnh khắc sảng, quát lên, cút con bà mày đi, trịnh khắc sảng lộn người lăn mấy vòng ra xa, hai tên vệ sĩ vội lại đỡ hắn dậy buộc vết thương nơi ngón tay rồi chia nhau cõng trịnh khắc sảng và phùng tích phạm đem xuống cái mùng nhỏ bơi ra khơi. Vì tiểu bảo đang cười vang không ngớt, đột nhiên gã nhớ tới sư phụ bị thảm tử, không nhịn được lại khóc giống lên. Trịnh khắc sảng chờ mùng trèo ra xa mấy chục trượng cho bớt nỗi kinh hoàng rồi lên tiếng, chúng ta đến đoạt lấy con thuyền lớn kia rồi chạy ra khơi. Chắc bọn nam nữ chó má trời đánh không chết kia chẳng thể đuổi kịp được nhưng chèo mùng lại gần mới thấy trên thuyền lớn đã mất hết bánh lái, lại chẳng có cột buồm. Nhất nhất những đồ ứng dụng chẳng còn vật gì. Phùng tích phạm hăn học nói những quân chó ma đó cất hết đồ dùng đi rồi. Lão đưa mắt ngó ra mặt biển mông manh, sóng võ bỉ bõm mà con mùng nhỏ không có lương thực cùng nước uống thì làm sao ra khơi được. Trịnh khắc sảng nói chúng ta quay lại năn nỉ bọn chúng cho mượn thuyền. Nhiều lắm là gã bắt mình viết nợ thêm 380 vạn lạng nữa là cùng chứ gì. Phùng tích phạm đáp bọn chúng chỉ có một con thuyền, khi nào chúng chịu cho mượn. Chẳng thà bọn ta chịu chôn mình nơi bụng cá còn hơn năn nỉ tên tiểu tặc. Trịnh khắc sảng nghe lão nói bằng một giọng kiên quyết, không dám trai ý, đành buông tiếng thở dài, hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ trèo mùng ra khơi rồi muốn đến đâu thì đến. Bọn vi tiểu bảo ngó thấy chiếc mùng nhỏ của trịnh khắc sảng bơi lại gần thuyền lớn rồi phát giác ra thuyền này không thể chạy được rồi lại bơi ra xả ai nấy không nhịn nổi bật lên chàng cười khoái trá. Tô Thiên thấy Vi Tiểu Bảo chợt khóc, chợt cười, rút cục gã vẫn chưa quên được nỗi đau mất sư phụ. Ngụ muốn pha chuyện khôi hài cho gã cao hứng, liền hỏi nhị công tử nhà họ trịnh cực kỳ man trá. Hiển nhiên hắn muốn đoạt con thuyền lớn của chúng ta cái đó đủ biết là hắn có viết văn tự cũng là làm cho qua lúc này. Tiểu bảo, 380 vạn lạng bạc tiền nợ của đệ đệ, ta xem chừng nhất định hắn ăn quịt rồi vì tiểu bảo đáp tiểu đệ cũng tiêu liệu hắn không trả món nợ đó đâu. Tô Thuyên cười nói, vậy ra là đệ đệ là người liệu sự có tiên kiến rất sáng suốt. Lúc nãy hắn đem vợ của đệ đệ bán cho đệ đệ với giá một vạn lạc để thanh toán nợ cũ, đệ đệ chẳng cần suy nghĩ gì nữa, mở miệng ưng chịu liền. Đệ đệ thương yêu A Kha muội từ đến điên đảo thần hồn. Giả tỷ trịnh khắc sản có đòi đệ đệ phải trả muôn vạn lạng bạc ta chắc đệ đệ cũng gật đầu liền vì tiểu bảo đưa tay áo lên lau nước mắt cười đáp hắn mà đòi như vậy tiểu đệ cũng chẳng thèm suy hơn tính thiệt làm cốc gì cứ việc ưng thuận rồi tùng thẳng sẽ tính lại sau phương di cười hỏi về sau tại sao đệ lại nghĩ ra được là mình bị thua lỗ nhiều vì tiểu bảo gật đầu đáp giết phong tế trung rồi trong lòng tiểu đệ bình tĩnh lại không còn lo lắng gì nữa đột nhiên đầu óc trở lại sáng suốt nguyên gã trước nay tuyệt không nghi ngờ gì phong tế trung có điều trong thâm tâm gã luôn ngấm ngầm cảm thấy tựa hồ bên mình ẩn nấp mầm họa rất lớn mà không biết mầm họa đó là cái gì gã chẳng thể phát giác mối lo sợ canh cánh bên lòng ở đâu mà ra sau khi phong tế trung chết rồi vì tiểu bảo khác nào cất được gánh nặng gã khoan khoái vô cùng tự nhủ ta khiếp sợ tên ác tặc này đến nỗi thậm chí mình chẳng biết mình là ai nữa mọi người vừa trải qua một cơn nguy hiểm cực kỳ trọng đại lúc này bao nhiêu cường địch người chết đã chết rồi kẻ sống cũng trốn đi xa, trên đảo Thái Bình vô sự. Nhưng tinh thần vừa được cởi mở, ai nấy đều cảm thấy mệt ngoài. Vi tiểu bảo hiện giờ tưởng chừng như hai chân đeo nặng ngàn cân, gã không chống nổi nữa, phải nằm lăn ra bãi cát mà nghỉ. Tô thuyền giải khai huyệt đảo sau lưng cho vi tiểu bào vì gã đã bị phong tế trung điểm vào lúc trước. Bóng tịch dương phản chiếu xuống làn nước mênh mông, trên mặt biển ánh vàng lóng lánh khác nào hàng vạn con kim xà nhảy múa phong cảnh thật là tuyệt mỹ. Quần nữ cũng ngồi cả xuống ngắm cảnh nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu vì tiểu bảo bắt đầu nổi tiếng ngáy pho phỏ tiếp theo quần nữ cũng kẻ trước người sau kế tiếp nằm lăn ra ngủ thiếp đi. Sau chừng 2 giờ, Tô Thuyên tỉnh dậy trước, ngủ vào căn nhà nhỏ làm cơm canh rồi gọi mọi người vào ăn. Trong đại đường cắm hai cảnh thông lớn, cháy sáng rực cả căn nhà. Tám người ngồi thành vòng tròn ăn cơm, xong bữa, Phương Di, Song Nhi thu dọn chén bát cất đi. Vì tiểu bảo liếc mắt nhìn Tô Thuyên, Phương Di, công chúa cho đến một kiếm bình, Song Nhi, A à Kha, Tăng Nhu cả thầy bảy cô, mỗi người một vẻ. Người thì rong nhan diễm lệ, nàng thì nét mặt nhu mì. Có cô thái độ đoan nghiêm, có cô mồm miệng hoạt bát. Ai cũng có điểm dễ thương khiến lòng gã vui sướng không bút nào tả xiết. Hiện giờ hắn tha hồ mà kề lục tựa hồng, trong lòng bình thản, so với ngày trước ngủ chung với bảy cô trên giường lớn tại lệ xuân viện vừa sờ soạng vừa hồi hộp, phong vị ngày nay khác hôm xưa rất xa. gã hà hê cười nói, ngày trước tiểu đệ đặt tên cho hòn đảo này là thông cật đảo vì nghĩ đến chuyện đánh bạc và đánh giặc, muốn ngồi đây để ăn hết. té ra mình có tiên kiến rất sáng suốt, các vị bảy người muội tỷ đều làm vợ tiểu đệ, thì ra trong cõi mênh mang dường như ý trời định trước, muốn trốn lánh cũng không được từ nay tám người chúng ta ở trên đảo thông cật này vĩnh hưởng tiên phúc thọ giữ thiên tề tô thuyên gạt đi tiểu bảo tám chữ vĩnh hưởng tiên phúc thọ giữ thiên tề có điều bất tường đệ đệ không nên nhắc tới nữa vì tiểu bảo tỉnh ngộ gã biết mụ không muốn nói đến bất cứ thứ gì liên quan tới hồng giáo chủ gã vội đáp phải đó phải đó tiểu đệ thật hồ đồ cứ nói nhăng nói càn Tô Thuyên vẻ mặt nghiêm trang nói, hai tên địch là Thi Lang và Trịnh Khắc Sảng trở về Trung Nguyên rồi chắc còn đem quân tới báo thù. Chúng ta chẳng thể ở lâu trên hòn đảo này được. Mọi người gật đầu khen phải. Phương Di hỏi, Thuyên tỷ tỷ, theo ý tỷ tỷ thì chúng ta nên đi đâu bây giờ? Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói, vụ này phải nghe theo chủ ý của Chí Tôn Bảo mới được. Vi Tiểu Bảo cười hỏi, Thuyên tỷ tỷ kêu tiểu đệ bằng Chí Tôn Bảo ư? Tô Thuyên cười đáp, không phải chí tôn bảo thì sao lại ăn hết được. Vì tiểu bảo cười khanh khách nói, trong danh tự tiểu đệ có chữ bảo, tưởng chỉ là những đôi, bảo, nhỏ nhỏ như đôi ngũ, đôi bản đắng đôi phản tăng chi chi mà thôi, không ngờ lại là chí tôn bảo. Gã thấy quần nữ dương mắt lên nhìn mình để chờ câu trả lời liền ngẫm nghĩ rồi đáp về Trung Nguyên thì không được rồi, đảo Thần Long thì gần đây quá, phải kiếm nơi nào thành thơi vui thú mà không người lai vãng mới yên tâm được. Những nơi hoang vắng chưa chắc đã là nơi vui thú, vui thú phải là nơi người ở đông đúc, phồn hoa đô hội. Huống chi trong thâm tâm vi tiểu bảo vui thú của gã là đánh bạc, là coi hát bội, là nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích, là những trò chơi lặt vặt, nhậu nhẹt, là những cô gái đẹp, càng nhiều càng hay. Ngoài những vị mỹ mạo cô nương bên mình gã cũng đã nhiều và đều vào hạng khá cao quý nếu muốn có những người tương đương phải tới tận Bắc Kinh, hay ít ra là Thương Châu nổi tiếng phồn hoa, còn thì quyết chẳng có chỗ nào làm cho gã phỉ giả. Vì tiểu bảo nghĩ tới những nơi phong lưu nhiệt náo, chợt động hiếu tâm hỏi, chúng ta ở với nhau ở đây kể ra cũng cực kỳ thú vị. Nhưng không hiểu ra mẫu một mình cô đơn trơ trọi, hiện tình ra làm sao. Quần nữ trước nay chưa ai nghe gã nói đến mẫu thân, bây giờ nghe gã nhắc đến mẹ già đều cho là gã chạnh lòng hiếu thảo nên rất đồng tình với gã. Tô Thiên hỏi, lệnh đường hiện giờ ở đâu? Các cô tự nhủ, mẫu thân gã là mẹ chồng mình, cần tìm cách đi đón về đây tụ hội để phục thị lão nhân gia mới phải. Vì tiểu bảo thở dài đáp ra mẫu ở lệ xuân viện, thành Dương Châu. Quần nữ nghe nhắc tới lệ xuân viện ở thành Dương Châu trừ một mình công chúa không hiểu chuyện, còn sáu cô mặt đỏ như dáng chiều. Cô thì ngoài mặt đi, cô thì cúi đầu xuống. Công chúa nói, ủa, Lệ Xuân Viện ở thành Dương Châu đã có lần đệ đệ nói với ta là một nơi phong cảnh đẹp nhất thiên hạ. đệ đệ còn hứa hẹn đưa ta tới đó du ngoạn một phen. Phương Di cười nói, gã gạt muội đó, tin gã thì đổ thóc giống ra mà ăn. Lệ Xuân Viện là một nơi không đứng đắn. Công chúa hỏi, làm sao không đứng đắn? Tỷ tỷ đã tới đó du ngoạn chưa? Tại sao nói đến Lệ Xuân Viện các vị đều lộ vẻ cổ quái? Phương Di nhịn cười không đáp công chúa ôm lấy vai mộc kiếm bình dục hảo muội 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 nói cho ta nghe đi mộc kiếm bình đỏ mặt lên đáp đó là đó là một kỹ viện